Anh nhô, hello hello, xin chào các bạn Rồi, oh, nhiệm vụ hôm nay của chúng ta là gì nào? Bữa có bạn kêu là có nhiều tỉnh ở khu vực phía Bắc thì trắc nghiệm đúng không? Được rồi, đã thương thì thương cho chót đúng không? Mà đã yêu thương thì anh phải làm hết thôi Trắc nghiệm cũng có, tự luận cũng có luôn, được chưa? Cái đề này là cái đề thi thử mới thi ngày 15 tháng 2 thôi Mới thi tuần trước, đúng rồi, mới thi tuần trước thôi bao gồm u uh, rồi bốn chục câu trắc nghiệm bốn câu trắc nghiệm và bốn câu tự luận được chưa vào việc ok và chúng ta sẽ đến với cái đề bắc ninh thời gian làm bài là 120 phút nhưng mà học với anh thì chắc là chúng ta chỉ cần trăm phút là đủ rồi nhé chấp 20 phút rút gọn biểu thức thì chúng ta phải thấy đây là căn x 3 căn x cộng 3 ok nhưng cái này là 9 x thì nhìn qua có thể thấy nó chỉ là 9 x thôi nhưng chín chữ x nó là cả một hệ tư tưởng đấy chín chữ x là gì nào chín chữ x nó chính là ba bình trừ cho căn x tất cả bình được chưa chín chính là ba mũ hai x đứng một mình thì em sẽ đổi nó thành là căn x bình đó hàng thức a bình trừ b bình sẽ thành a trừ b nhân a cộng b kịp không nào có kịp không nào ba cộng căn x chứ ba cộng căn x hay căn x cộng ba đều được được không nhở? Được không nhỉ? Nó là đẳng thức đấy. A bình trừ B bình sẽ bằng A trừ B nhân A cộng B. Rồi, vậy thì đầu tiên chúng ta chúng ta cứ từ từ thôi, làm chậm thôi nhớ làm chậm thôi. Rồi, ghi lại hai dòng đầu nha. Cái này là 9 chữ x thì sẽ đổi thành là gì nào? 3 chữ căn x nhân cho 3 cộng căn x. Được không? Có lo lắng được không nhở? Dòng đầu anh chỉ biến đổi 9 chữ x thành hàng là thức thôi không có làm gì cả nha ok cái gì đây cái gì đây rồi lớp lớp xong lớp này giàu đấy ở đây chúng ta thấy là gì nào 3 cộng căn x được chưa nhưng ở đây là căn x 3 còn ở đây lại là 3 trừ căn x vậy thì mình có thể đổi 3 trừ căn x thành căn x 3 được không có nha chắc chắn là đổi được rồi ừ, chắc chắn là đổi được rồi hai cái này anh sẽ giữ nguyên thôi giữ nguyên nhé đừng có động vào bỏng tay anh sẽ giữ nguyên anh sẽ làm chậm siêu chậm luôn rồi từng bước con nè 3 trừ căn x mà anh muốn viết nó thành là căn x trừ 3 đấy còn 3 cộng căn x thì căn x cộng 3 là y chang nhau đúng không hai này nó y chang nhau hai số cộng nhau thì anh cộng em thì em cộng anh như nhau nhưng mà hai số trừ nhau ấy mà mình muốn đổi ấy, thì phải biến dấu cộng thành dấu trừ đó được chưa Kịp không nào, kịp không nào. Kịp không? Đơn giản thôi, đúng không? Rồi, đến đây mình có thể quy đồng được rồi đấy. Phân số này đang thiếu gì? Đang thiếu gì? Căn x cộng 3. Thì đang thiếu căn x 3. Có lẽ mình sẽ nhân cả từ cả mẫu với căn x 3 thôi. Rồi, ở đây thì đang một phần căn x 3, đúng không? Mình sẽ nhân cả từ cả mẫu với căn x cộng 3. Được chưa? Đấy, 1 nhân với căn x cộng 3 vẫn là căn x cộng 3 thôi không nào rồi cái này thì mẫu số to nhất rồi nên mình cũng không nhân gì hết nhá tự nguyên đừng động vào vòng tay được chưa đấy cứ phải chậm thôi cứ phải chậm mà chắc vừa chậm vừa chắc mẫu số giống nhau hết rồi nè gạch một đường mẫu số giống nhau từ số thì mình sẽ cộng vào với nhau ở đây căn x nhân căn x nhân vào luôn đi nó sẽ thành là x được chưa quá dễ luôn ừ căn x nhân trừ 3 là trừ 3 căn x. Rồi cộng căn x nè. Rồi cộng 3 nè. Rồi trừ 4 căn x nè. Chỗ này các em hay sai em nè. Trừ 4 căn x rồi trừ cho âm 6 thì nó phải thành dương 6 được chưa? Trừ cho nguyên cái cục này. Nên là em phải hiểu là trừ 4 căn x rồi trừ cho âm 6. Âm 6 với dấu trừ nữa thành là dương 6. Rồi đến đây sao ngồi? Đến đây là easy. Cuộc đời thật là y gì? Trừ 3 căn x nè. Rồi lại cộng căn x là bao nhiêu? Trừ 3 cái kẹo cộng một cái kẹo là trừ hai cái kẹo. Đúng không? Rồi x giữ nguyên nhé. Trừ 2 cái kẹo rồi trừ 4 cái kẹo nữa là trừ 6 cái kẹo. Rồi 3 cộng 6 là 9. Ok. Quá dễ luôn. Dễ ơi là dễ ơi. Trò chơi. Cái trò chơi. Đây là cái trò chơi rút gọn biểu thức thôi chứ không có gì hết, được chưa? Cái trò chơi rút gọn biểu thức. Rồi, đây là gì? Đến đây xong chưa? Đây vẫn chưa xong đâu, đến đây mà xong là bay màu ngay, đến đây mà xong là bay màu liền. Đây lại thành cái gì nào? hằng đẳng thức, đúng không? A bình trừ 2AB cộng B bình, đấy. Đây, anh thể tóm tắt hàng thức này cho em nếu bạn nào quên. A bình này, trừ 2AB này, cộng cho B bình này, được chưa? Ở đây A là gì? A là căn x. Căn x mà bình lên thì nó chính là x này. Được chưa? Trừ 2AB nhé. Trừ 2 nhân A là căn x này. Nhân B. B đây sẽ đóng vai trò là số. Số 3. Được chưa? Cộng với B bình là 3. 3 bình đó. 3 bình có đúng là 9 không? 2 nhân 3 là 6 căn x này. Thấy chưa? Đấy. Vậy thì nó phải thành là A trừ B tất cả bình. Hay mình ghi đây là thành căn x trừ 3 tất cả bình. Được không? Lo lắng được không nhở? lo lắng được cái này không nhở? Nên là thức này anh thấy nhiều bạn quên lắm nha. Rồi giống nhau này. Chia tiêu, chia tiêu. Nhưng mà đây là mũ 2. Nên là mình còn một cái căn x trừ 3 nữa. Ở dưới còn căn x cộng 3. Ok. Rồi vào việc câu B nào. Câu B, tìm x để biểu thức nhận, nhận giá trị nguyên. Câu này có nó kêu x nguyên không? Không hề kêu x nguyên. Đúng chưa? Nó chỉ kêu tìm x thôi. Khi mà gặp những cái bài tìm x thôi á. Thì sao? Thì chúng ta sẽ dùng phương pháp chặn nhá Phương pháp chặn. Được rồi. Phương pháp chat Thì trước khi mà mình dùng phương pháp chặn ấy. Thì mình sẽ đổi một phân số về hỗn số trước. À đổi một phân số về hỗn số trước. Đổi một phân số về hỗn số như nào? Ví dụ, ví dụ như là 7 phần 4 đi. Đúng không? Anh sẽ đổi thành là 4 cộng 3 phần 4 Rồi 4 phần 4 thì Thành là 1 đúng chưa Đấy 4 phần 4 cộng 3 phần 4 nè Rồi thành là 1 cộng 3 phần 4 nè Đây là một hỗn số đúng chưa Hỗn số đây là một phân số từ phân số ra hỗn số Rồi mình cũng sẽ làm như vậy luôn Mình cũng sẽ làm như vậy luôn Cũng sẽ là căn x cộng 3 Đấy làm sao cho nó giống y chang cái mẫu số đi làm sao cho giống y chang cái mẫu số đi Rồi nhưng mà ở đây là căn x 3 cơ mà. Nên là mình phải trừ cho mấy? Trừ cho 6. 3 trừ 6 thì nó mới trở lại thành âm 3 như ban đầu. Đúng không? Rồi đến đây mình sẽ chia, chia đôi bầu trời ra nhé. Chia đôi thế giới, chia đôi bầu trời. Nó còn là căn x cộng 3 phần căn x cộng 3 trừ cho 6 phần căn x cộng 3. Được chưa? Nó sẽ thành là 1 trừ đi 6 phần căn x cộng 3. Ê, à, căn x cộng 3 em có thể thấy một nó là số nguyên tôi là số nguyên bây giờ cái bạn này phải cũng phải là số nguyên luôn đúng chưa tôi muốn tất cả đều là số nguyên thì bạn cũng phải là số nguyên đúng chưa tôi tài giỏi bạn cũng thế tôi là số nguyên thì bạn cũng phải là số nguyên thì tất cả cái chỗ này đều là giá trị nguyên a sẽ bằng giá trị nguyên được chưa vậy thì để cho 6 phần cái này là số nguyên thì mình sẽ dùng phương pháp chặn hai đầu nhé 6 phần căn x cộng 3 Chắc chắn 100% lớn hơn 0 Lúc nào cái chặn bên trái cũng là 0 hết á. Lúc nào cũng là 0 Một lòng cho anh Còn chặn bên phải á Thì em để ý cái điều kiện Ở đây lấy dấu bằng 0 này Được chưa? Vậy thì mình sẽ có dấu bằng Em thay x bằng 0 vào X bằng 0 ở đây 6 chia 0 cộng 3 0 cộng 3 là 3 6 chia 3 là bằng 2 Được chưa? Vậy thì từ 0 tới 2 thì có mấy số nguyên nhỉ? Có hai số nguyên, đúng chưa? Rồi. Để 6 phần căn x cộng 3 là số nguyên, là số nguyên. Thì suy ra 6 phần căn x cộng 3 nó phải bằng mấy? Nó phải bằng bằng 1, đúng chưa? 1 nó từ 1 cho tới từ 0 cho tới 2 chỉ có 1 với 2 thôi, đúng không? Hoặc là 6 phần căn x cộng 3 nó phải bằng bằng 2. Ok chưa? Thôi đến đây sao ngồi thôi đến đây lại nhẹ nhàng như đẩy xe hàng. Để nhẹ nhàng như đẩy xe hàng thì có lẽ anh sẽ ship son cho nó cho đẹp mắt nhé. Xử lý cái bài này cho nó vui. Đâu đâu đâu. Đây. Bằng 1. Ship son xử lý cái bài này cho đẹp mắt. X bằng 9. Rồi tiếp tục. Ship son x bằng x bằng 0. Ok. So với điều kiện x khác 9 thấy chưa? Vậy là mình phải phải loại giá trị ở đi và nhận giá trị x bằng 0. Ok, kết luận vậy x bằng 0 thì P nguyên à, thì A nguyên chứ. <laughs> em mới vào ngồi đầu với anh, xuống bàn cuối ngồi, cho xuống bàn cuối ngồi. <laughs> Có tiền mới được ngồi đầu. <laughs> không, 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 không phải đâu nhá, không phải đâu vật chất quyết định ý thức em ạ vật chất quyết định ý thức câu tiếp theo câu số 2 câu số 2 nào giải hệ phương trình khi m bằng một ui câu này quá dễ luôn câu này trò chơi trò chơi cũng cóc với m một đúng không em phải nói đàng hoàng nha m bằng một rồi ta có hệ phương trình ta có hệ phương trình này cho m bằng một vào x cộng hai y sẽ bằng một cộng ba Đấy, 1 cộng 3, được chưa? Rồi, 2x trừ 3y sẽ bằng m là 1, ok? Rất là dễ, trò chơi thôi, cái trò chơi cũng cóc. x cộng 2y sẽ bằng gì nào? 1 cộng 3 là bằng 4. Rồi, 2x trừ 3y bằng 1, ok? Đến đây thì mình có lẽ là mình sẽ dùng cộng đại số thôi, nhá, cộng đại số. Mình sẽ nhân cả hai vế này cho cho 2, để cho xuất hiện 2x ở đây. Mình triệt tiêu 2x nhân hết cả hai cái này cho 2 nè. 1x nhân 2 là thành 2x. x nhân 2 hai là 2x. Hai 2y hai nhân 2 là 4y. Bốn 4 bốn nhân 2 là là 8 đúng chưa? Rồi, trò chơi thôi, cái này trò chơi của ông cóc thôi. Trò chơi của ông giáo ạc thôi. 2x hai 2y hai giống nhau, à đoạn 2x hai 2x hai giống nhau. Trừ vế trên cho vế dưới. 2x 2x bằng 0. 4y trừ cho âm 3y à? À 4y mà trừ cho âm 3y là nhiêu nhỉ? 4y trừ cho âm 3y làm người đi nhá, làm người đi đừng có thể hiện bấm máy dùm anh. 4y trừ cho âm 3 này, dương 7y được chưa? Rồi 8 trừ 1 là bằng 7. Cái này anh sẽ ghi lại một cái bất kỳ, anh sẽ ghi lại cái dòng dòng này nhá. 2x trừ 3y bằng 1. Rồi, ok. Tiếp tục nào. Đến đây thì 7 x y bằng 7 thì y sẽ bằng mấy? Y bằng 1. Ok, Nói trung thành nhá. <laughs> ok, y bằng 1 rồi. Với y bằng 1 thì x bằng bao nhiêu? Đến đây thì đừng 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 có thế y bằng 1 vào đây. Đến đây thì mình sẽ bấm máy cái đầu luôn đi. Em bấm máy luôn, bấm máy luôn, vừa kiểm tra kết quả, vừa biết được x bằng bao nhiêu luôn. Đấy, ao trình ở chỗ này nè, menu nè. Uh, à, menu 9 nè, 1 2 nè, đấy bấm máy nhá. 1 này. 2 này 4 này Bấm máy xem 2 này Trừ 3 này 1 này Boom X bằng 2 Y bằng 1 Đúng Y bằng 1 đúng nè Và X bằng 2 Ok Kết luận là Vậy Hệ phương trình Có nghiệm 2 và 1 Sao Được không Lo lắng được không nhỉ Hơn nhau ở chỗ này nè Hơn nhau ở những khoa như này nè Hơn nhau ở những khoa cân đôi Câu B này cũng căng nha câu B này nhìn vậy thôi Nhiều đứa vẫn còn non nơi là non ơi Vẫn không biết làm đâu Câu này anh nghĩ là nhiều đứa vẫn non ơi là non ơi Câu này đơn giản thôi Không có gì hết, đúng chưa Thì để làm được cái này ấy Thì đầu tiên em phải làm gì Em phải tìm x và y theo m trước Đây, ví dụ như em giải bình thường thôi Đây em thấy là 2x, đây là x đúng không Vì em nhân 2 ở đây lên Nhân 2 ở đây lên nhá, Nhân 2 lên, nó sẽ thành là 2x cộng cho 4 y đúng không? Ở đây nhân 2 và m thành là 2m. Ở đây nhân 3 3 nhân 2 là là 6. Ok, đơn giản không nhỉ? Quá dễ luôn đúng không? Quá dễ luôn dòng dưới ghi lại thôi. Rồi đến đây thì em thấy 2x với 2x giống nhau, em lại làm cái bước giống như bài vừa nãy là lấy vế trên trừ vế dưới. 2x trừ 2x hết. 4y trừ cho âm 3y là thành 7y. 2m trừ m còn dương m 6 trừ không có trừ nào hết thì vẫn là 6 Ok, anh sẽ ghi lại một cái bất kỳ x cộng 2y bằng m cộng 3 Rồi, đến đây xong rồi Đến đây em ra được y ở bao nhiêu nào y sẽ bằng m cộng 6 chia cho chia cho 7 để chơi nào 7 nhân y bằng m cộng 6 thì y sẽ bằng m cộng 6 chia 7 đơn giản thôi giống như 7 nhân y bằng 14 thì y sẽ bằng 14 chia 7 y bằng 2 đúng không? Thì cái này 7 nhân y bằng m cộng 6 thì y sẽ bằng m cộng 6 chia 7. Rồi ra được y em thế y vào đây. Thế y vào đây nhá. x cộng 2 nhân y ơi đừng có ghi là 2 nhân y nữa làm ơn làm người đi đúng không? Ghi là 2 nhân m cộng 6 chia 7 bằng m cộng 3 đó đó xong rồi. Đến đây là xong rồi, đến đây là kết thúc một cuộc tình nhá. Đến đây là ra được x và y luôn nè đến đây là ra x bằng bao nhiêu nào? x bằng bao nhiêu nào? À, 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 bao nhiêu nhỉ? bao nhiêu nhỉ? có lẽ là mình sẽ chuyển cái này qua bên đây, đúng không? x nó sẽ bằng cái gì? m cộng ba rồi trừ cho trừ cho cái đống này, trừ cho đống này nghĩa là trừ cho hai nhân cho m cộng sáu phần 7 kịp không nào? chuyển nguyên cái đống này qua bên đây. đây là x và đây là y. Để yêu cầu là y cộng 3 bằng 0 thì em thay vào thay vào này thay x bằng cái đống này vào x là gì x là nguyên cục này x là m cộng 3 trừ cho 2 nhân m cộng 6 phần 7 rồi y là cái gì y là nguyên cái m cộng 6 phần 7 rồi đây là y này đây là nguyên cái x này chưa x cộng y cộng 3 bằng 0 rồi đến đây em ship xô em tìm ra m là xong rồi đây xong rồi. m bằng nhiêu? Một phút thôi, một phút thôi. Chơi cái trò chơi M bằng âm 6. Xong. Vào thi được ship số không? Được. Được chứ. Ở chi tiết à? Ok, thích em thích chi tiết anh chèo. Cái gì chứ chi tiết thì anh trèo. rồi thích chi tiết cái gì? Thì mình quy đồng thôi, mình quy đồng thôi. Ở đây M em hiểu là M phần 1. 3 em hiểu nó là 3 phần 1, đúng chưa? 3 này em hiểu nó 3 phần 1 Giờ em mẫu số chung sẽ là 7 đúng không Vậy cái này sẽ thành là 7m phần 7 nè Cộng cho 3 x 7 là 21 nè 21 phần 7 nè Đấy quy đồng thôi trời ơi bài quy đồng mà Bài này bài mấy em tiểu học làm mà Chứ mình làm gì mình ship xôn thôi Cái này quy đồng thì cũng nhanh thôi 3 quy bằng 21 phần 7 nè Được chưa mẫu số chung là 7 giống nhau hết nè Tiệt tiêu đi Còn là 7m cộng 21 trừ đi 2 nhân m cộng 6 rồi ôi cái này là trò chơi của em bé thôi trò chơi cái trò chơi cái trò chơi được chua nhỏ được chua nhỏ trừ 2 m này nhân vào này trừ 2 nhân 6 là trừ 12 này cộng m cộng 6 cộng 21 bằng 0 này u rồi ôi thì đây 7 m trừ 2 m là 5 m 5 m cộng m là 6 m 21 cộng 21 trừ 12 rồi bấm máy đi 21 trừ 12 cộng 6 cộng 21 đấy thì chưa bấm máy những cái này với nhau à Được chưa bằng bao nhiêu 36 rồi được. chưa rồi đến đây lại lại còn không mà bằng âm 6 thì mở nhiều nữa bạn Nam mua 2 món hàng phải trả tổng cộng 480.000 đồng trong đó trong đó đã tính 40.000 đồng thuế giá trị gia tăng Thuế là lúc nặng mất thêm hết đó Biết rằng thuế VAT đối với mặt hàng thứ nhất là 10% Thuế VAT đối với mặt hàng thứ hai là 8% Hỏi bạn Nam đã mua mỗi món hàng với giá bao nhiêu tiền Vào việc là câu 2 này Hỏi gì thì mình gọi nấy nha Hỏi gì gọi nấy Mua mỗi món hàng với giá bao nhiêu Thì mình sẽ gọi đúng không Gọi món nào mua món món nào món nào hai món hàng chỉ nói mua hai món thôi đúng không vậy thì mình sẽ nói là gọi giá tiền giá tiền món 1 và món 2 món 1 và món 2 lần lượt là lần lượt là x và y Đấy, x và y x y là đơn vị là đồng được chưa đơn vị của tiền tệ là đồng và chắc chắn là x y như nào x y có được là số tập phân không có thể là 5,6 nghìn không? 5,6 nghìn nghe nó hơi vô lý nhỉ? Nhưng mà không gì là không thể đúng không? Nhiều khi tiền nó ra số lẻ điều bình thường thôi. Thế nên em chỉ cần ghi là x và y nó lớn không thôi nhá. Mua hai món hàng phải trả tổng cộng 480 nghìn Thế mình sẽ có luôn x cộng y bằng 480 nghìn. Ok, rất là dễ đúng không? Mình sẽ ghi lại câu là nam mua hai món hàng hết 400 mình phải lý luận, mình phải lý luận đấy. Nam mua hai món hết 480.000 đấy xong rồi mình sẽ suy ra cái phương trình sẽ là x cộng y bằng 480.000 một cái được chưa rồi tiếp tục cái thứ hai nào rồi good good job good job nhiều bạn rất là thông minh nghĩ là cái phương trình thứ hai nhiều bạn rất là thông minh rồi cái phương trình thứ hai chắc chắn phải liên quan tới 40.000 rồi Đúng không? Liên quan tới 40.000. Ở đây 40.000 này là tiền gì? 40.000 này là tiền tiền thuế đúng không? Đây là tiền thuế này. Tiền thuế. Có nghĩa là tiền nó tăng lên đấy tiền giá tăng ấy. Biết rằng VAT đối với mặt hàng thứ nhất là 10%, VAT đối với mặt hàng thứ hai là 8%. Ok. Nếu mà VAT với thứ nhất là 10% thì mình chỉ cần lấy cái số tiền thứ nhất nhân với 10% là ra, đúng không? Nếu VAT đối với mặt hàng thứ hai là 8% À, 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 khoan nha, khoan nha. Khoan nha. Em gọi x là gì? X là giá tiền món 1. Đúng không? Y là giá tiền món thứ hai Lúc đầu hay là sau khi trả? Lúc đầu sau khi trả. Lúc này là gọi của hai món sau khi trả rồi đúng không? Nghĩa là gọi hai món lúc sau đúng không? Gọi hai món lúc sau đúng không? Ừ. Uhm này là gọi lúc sau mà nè mua hai món và phải trả tổng cộng nhiêu đây tiền nhiêu đây tiền trong đó đã tổng cộng 40 mươi nghìn tiền thuế rồi nếu ấy, à bài này nhiều đứa sai này bài này nhiều đứa sai chắc luôn đảm bảo luôn đứa nào mà ghi là x nhân 10% phần trăm cộng y tám phần trăm sai luôn sai luôn sai luôn nha làm vậy sai luôn nếu mà em gọi nó lúc đầu thì phải là gì lúc đầu thì phải là x cộng y bằng 440.000 thôi. Hiểu không nhở? Hiểu không nhở? Ừ. Nếu mà em gọi x và y lúc đầu thì chỉ là 440.000 thôi. Bởi vì cái số tiền 480.000 này nó đã bao gồm cả tiền thuế rồi. Thấy chưa? Thấy chưa? Bị lừa, bị lừa, lại bị ao nhây, bị câu này ao nhây à? Tôi chết rồi. Bị câu này ao nhây à? Thôi, 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 thôi nha, thôi. Không thể hiện, đừng thể hiện. Rồi, vậy là câu này Toang nhá. Câu này em làm vậy là toang đấy. Vậy thì 480 là sai. Nếu em gọi hai món 1 và món 2 lúc đầu đúng không? Lúc chưa tính thuế. Chưa tính thuế. Lúc chưa tính thuế lần lượt là x và y. Lúc này thì x cộng y phải là 440.000. Ok, này mới đúng này. Ok chưa? Nó muốn hết 40 hết 480 000 bao gồm cả thuế, bao gồm cả thuế. Cái 480 000 này nó bao gồm cả thuế rồi, tính cả thuế rồi. Chết. Ok. Được chưa? Được chưa nhỉ? Được chưa nhỉ? Rồi, lý luận tiếp này, lý luận tiếp này. Bởi vì anh gọi cái này là x là số tiền ban đầu, y là số tiền ban đầu chưa cộng thuế nên là chỉ có hết 440 000 thôi. Được chưa? Rồi, bây giờ tiếp tục này. VAT lý luận thôi, lý luận thôi. VAT với món 1, với món 1 là 10%. Món 2 là 8%. Tiền thuế là tiền thuế là 40.000. 40.000. Nên là mình sẽ suy ra phương trình thứ hai sẽ là x nhân cho 10% cộng cho y nhân 8% bằng 40.000. Đấy. Và mình sẽ có hai cái hệ phương trình đúng không? Mình có một cái hệ phương trình như thế này. x cộng y bằng 440 000 nghìn được chưa? Đấy nhiều đứa lăng qua lăng quang ghi 480 000 nghìn vào đây, xong lại ghi cái này vào đây là sai liền, sai liền lập tức luôn. Sai liền lập tức luôn chứ không thể nào đúng được. Đề dễ, đứa nào vừa gái đề dễ nhỉ? Đứa nào nhỉ? Đứa nào gái đề dễ nhỉ? Đứa nào nãy thấy nhiều đứa 480 với cả cái này anh nãy thấy nhiều đứa sai lắm này <laughs> ai 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 nhỉ ai nhỉ ai đó ai đó ai đó ai đó ai 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 đó ai đó bị lửa ngay bị lửa ngay bị ao dây liền bị ao nhây liền bị ao dây liền bấm máy thôi cái này bấm máy thôi nhá cái này không có giải gì hết bấm máy thôi ừ, bấm máy thôi rồi một chín một hai một một bốn bốn mươi này rồi mười phần trăm này đây là 8% này, bấm 8% vào. Được không? 8% là ship N là ra phần trăm này. Rồi đây là 440 à đây 40.000 thôi. Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? 240.000 và 200.000 đấy chưa? Suýt bị ao nhây nha, đứa nào nãy không ra cái bản này là bị ao nhây liền. Bị ao nhây liền. Đến đây kết luận như này là được chưa? Kết luận như này hả? Kết luận như này là lại bị ao nhây phát nữa. Lại bị ao nhây phát nữa. Nó hỏi là đã mua mỗi món hàng với giá trị bao nhiêu Cái giá này là giá chưa tính thuế Kết luận như này là lại bị ao nhây phát nữa luôn Được chưa? Kết luận như này là lại bị ao nhây luôn Vậy Nam mua món nhận Mua món một Với giá Với giá Phải nhân thêm 10% nữa Đấy chưa? Ao nhây liên tục Liên tục bị ao nhây Quá non Non ơi là non Hà Nội với giá bao nhiêu đây là tăng 10% phải nhân cho 110% ừ, nhân cho 110% bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu đáp án cuối cùng phải là bao nhiêu 264.000 thấy chưa thấy chưa tưởng dễ ăn à tưởng dễ ăn à đề thi tuyển sinh tưởng dễ ăn à ai nói dễ ăn vậy ai nói dễ ăn vậy ai đó ai đó ai nhỉ ai nhỉ ai nói dễ ăn nhỉ ai nhỉ ai, nhỉ? ai nhỉ bài này mà đi thi mà làm sai thôi nhá đừng có mơ vào trường nào hết nhá rớt luôn rớt Rốt, rốt, tuyển sinh đáp án hai sáu bốn và hai mười sáu được không trên nửa đường tròn o oh, vẽ hình cùng với anh đi hình ai ngồi làm nhá làm người đi làm người đi nhá làm người đi like đi like đi để đi thi anh nhập vào cho nhá ok ok cho nửa đường tròn vẽ nửa đường tròn thôi ab là đường kính được chưa ab là đường kính kẻ tiếp tuyến ax tiếp tuyến ax thì có nghĩa là em sẽ vẽ một cái tiếp tuyến ax, ok, vẽ một cái tiếp tuyến ax nha. tiếp tuyến ax này, tiếp tuyến thì sẽ vuông góc với bán kính oa. rồi tiếp tục nào, trên tia ax lấy điểm p, lấy điểm p trên này, ok, rất là đơn giản, ap lớn hơn r tất nhiên. từ điểm p kẻ tiếp tuyến pm, tiếp tuyến pm thì để cái thước như nào để kẻ được đây? vuông này ai chà, ai chà. ê à yeah. để cái thước sao cho kẻ được cái tiếp tuyến nó nó đẹp nhất nhỉ đây 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 phải lấy cái thước này phải lấy cái thước này lấy cái thước này đây vuông chỗ này nhá đặt một cái vuông ở ô đặt một cái vuông ở p nối vô điểm đó vuông phải trên đường tròn này được chưa ừ, vuông đến là đẹp vuông đến là đẹp đấy vẽ tiếp tuyến phải ký hiệu vuông vào liền rồi thì thế nào? Chứng minh BM song song OP. Đâu? ở à, đâu điểm M ở đâu? M ở đây rồi. Câu A chứng minh BM song song OP nào. Có làm được câu A không nào? Câu A này có lo lắng được không nào? Câu A câu A. Chứng minh BM song song với OP, đây cũng là một câu uh, quen thuộc thôi, không có gì hết. Nhưng mà quen thuộc quen quen với anh thôi chứ các em nghi lắm nha các em, anh thấy nghi lắm. Rồi tiếp tục nào. Chứng minh BM song song OP. Câu này như nào? Câu này như nào? Đã bảo rồi, khi mà em kẻ hai tuyến ấy, từ một điểm bên ngoài kẻ hai tiếp tuyến vô thì em nhớ cho anh là phải kẻ AM vào. Nhớ nha, nhớ kẻ AM vào nha. Kẻ AM vào, được chưa? Rồi, câu này mình làm như nào đây? Thì Để chứng minh hai cái song song thì sẽ có rất là nhiều cách. Các em có thể dùng toilet trong đồng vị hoặc là cùng vuông góc thì ở đây có lẽ anh sẽ dùng cùng vuông góc đi nhé. sử dụng cùng vuông góc ví dụ ví dụ này lý thuyết nói về lý thuyết trước này lý thuyết anh muốn chứng minh gì nào anh muốn chứng minh bm đúng không muốn chứng minh bm mà song song với cả op song song với cả op thì anh sẽ chứng minh tụi nó cùng vuông góc với một đường thẳng nào đó nếu mà BM nó vuông góc với cái đường này, OP nó cũng vuông góc với đường này thì suy ra BM song song OP. Ở đây em thấy BM nó vuông góc với cái nào nào? BM nó vuông với cái nào đâu? Ồ ok vuông kìa. Vuông này, ok đặt cái thước vào thấy vuông rồi. Rồi OP vuông với đường nào? Thấy chưa? thấy chưa? Thấy chưa, thấy chưa? Thấy vuông với đường nào chưa? Thấy chưa, thấy chưa? Thấy BM với OP cùng vuông với đường nào chưa? Thấy chưa, thấy chưa nào, thấy chưa nào AM, đúng rồi Cùng vuông với AM Cùng vuông với AM Nếu bạn nào còn thấy hình này nó nghẹn nghẹn, Nó lợ lợ đấy Thì anh phải nhắc lại cho em một cái kiến thức Đây, ví dụ như em từ một điểm ngoài đường tròn Kẻ hai tiếp tuyến, nhớ không? Từ một điểm ngoài đường tròn Kẻ hai tiếp tuyến Thì khi đó hai tiếp tuyến cắt nhau tại P PA bằng PM Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau OA bằng OM đều bán kính. Suy ra PO là gì? Là trung trực của AM. Rồi suy ra chỗ này nó vuông góc. PO sẽ vuông với AM. Đúng chưa? Đấy. Vậy là PO này nó sẽ vuông với AM. Đấy chưa? Mà BM có vuông với AM không? Nhìn này. BM này. AM này vuông không? Chỗ này vuông không? Vuông như tại sao lại không vuông nhỉ? Vuông vì sao vuông? Bởi vì tam giác AMB nội tiếp đường tròn đường kính AB tam giác mà nội tiếp đường tròn có một cạnh đường kính thì nó là tam giác vuông hoặc là em phải lý luận là góc AMB là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn đều được ok vào việc câu A chứng minh trình bày nhá BM song song OP câu này bắt buộc phải làm được nha câu này nếu mà không không biết làm thì phải thuộc luôn đấy phải thuộc cho anh được chưa đầu tiên mình sẽ đi chứng minh PO là trung trực trước ok ghi này ta có PA bằng PM rồi PA này bằng PM này OA bằng OM này OA bằng OM vì sao PA bằng PM bởi vì tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau được chưa OA bằng OM vì sao vì đều bằng bán kính R từ hai điều này em suy ra được là OP là trung trực trung trực của AM, được chưa? Rồi OP mà trung trực của AM thì suy ra gì nào? Suy ra OP sẽ vuông góc với AM. OP vuông AM. Rồi, mình chứng minh BM vuông AM luôn nè. Ta có góc BMA bằng 90 độ luôn, nói thẳng luôn. Thấy nhìn hình ta thấy góc BMA bằng 90 độ. Lý do góc nội tiếp chắn nửa đường tròn. Chắn nửa đường tròn tâm ô. Chưa. Rồi, suy ra BM vuông AM. Đấy. OP vuông AM, BM vuông AM. Số này là 1, số này là 2. Từ 1 và 2 suy ra OP song song BM. Một câu. Lượng. Lượng. 0.5 điểm. Câu này 0.5 điểm. Rồi tiếp tục câu B nào. Câu B. Câu B nào. Câu B. Đường thẳng vuông góc với AB. Có kịp không nào? Có kịp không nào? Rồi tiếp tục là câu B này. Đường thẳng vuông góc với AB à? Vuông góc với AB thì anh sẽ đặt, đặt cái thức vuông góc với AB này. AB nằm ngang đúng không? Thì anh đặt cái thức vuông góc AB là nằm đứng. Rồi vuông góc tại đâu? Tại O thì là vuông tại O này cái đường thẳng vuông góc AB tại O này nó sẽ cắt tia BM tại N, nghĩa là vẽ một cái đường vuông góc lên. Đấy, vuông góc với AB này. Được chưa? Nó cắt cái BM cắt BM tại N. Ok, cắt BM tại N. Uhm. Cắt BM tại N này. Tại N này. Được chưa? Chứng minh gì? Chứng minh OBNP là hình bình hành. O PNB là hình bình hành. Ok. Câu này lo lắng được không nhỉ? Câu này có lo lắng được không nhỉ? OPNB là hình bình hành. Ừ, mà biết điều gì rồi? Biết BM song song với OP rồi. Đúng không? Biết hai này song song nhau rồi. Hai này song song rồi. Bây giờ em chỉ cần làm gì? Có hai ý tưởng nhé. Để chứng minh được OPNB là hình bình hành ấy thì nó sẽ có hai ý tưởng. Đầu tiên em thấy OP song song với BN câu A mới chứng minh xong. Hai này nó song song nhau rồi. Vậy thì sẽ có hai cái ý tưởng cho em. Ý tưởng thứ nhất là em sẽ chứng minh OP bằng NB. Chứng minh OP bằng BN. Ok, hoặc là em có thể đi chứng minh PN song song OB Pn song song OP, OB đấy hai kiểu chứng minh thì đều ra hết hình bình hành vậy thì chúng ta sẽ dùng chứng minh kiểu dùng cái nào dùng cái nào nó cho hai này song song rồi Bây giờ mình mà chứng minh hai này nó bằng nhau nữa thôi thì ra được luôn OPNB là hình bình hành luôn có lẽ là anh sẽ đi dùng cái cách chứng minh ON bằng à, OP bằng BN đi OP này bằng với BN đi. Ok, có lẽ anh sẽ đi chứng minh hai cạnh này nó bằng nhau. Rồi, có lẽ anh sẽ dùng cái cách này. Xem có chứng minh được không nhá. Để chứng minh hai cạnh bằng nhau mà nó là câu B nữa, chứng tỏ là câu dễ. Đúng không? Câu dễ mà chứng minh hai cạnh bằng nhau thì chỉ có thể là tam giác bằng nhau thôi nhá, câu B. Ấy. Nếu mà chứng minh hai cạnh bằng nhau mà nó vào câu B ấy, thì chỉ có thể là tam giác bằng nhau thôi. Tam giác bằng nhau. OP nằm trong tam giác nào? Đúng rồi, Quang Minh Lương đúng. OP nằm trong tam giác OPA đúng chưa? OPA. Còn BN nằm trong tam giác nào? BN nằm trong tam giác nào? BN có phải nằm trong tam giác BNO không? Đúng chưa? Tam giác này, tam giác OPA này và tam giác OPA này và tam giác BNO này. BNO này. Có gì? Hai tam giác này có gì? Có gì nào? Có góc vuông không? Tam giác này có góc vuông không? Tam giác này có góc vuông không? Có góc vuông, có góc vuông. Một cái. Có gì nữa nào? AO bằng OB. Được không? AO bằng với OB. Thì không nhỉ? AO bằng OB hai cái được chưa AO bằng OB hai cái có gì nữa nào tìm thêm một cái nữa thôi tìm thêm một cái nữa thôi có lẽ mình sẽ tìm góc đi mình học góc nội tiếp rồi góc này có bằng góc này không nào góc O này có bằng góc B không có bằng không có bằng không nào có bằng không nhở có bằng không nhở bằng không bằng không sao lại cạnh chung sao lại có cạnh chung được OPA mà opa với cả uh, với cả b, o, N mà đâu hai tam giác này hai tam giác đứng nhau mà em tưởng tượng được hai tam giác này không opa nó như thế này nè a nó như thế này nè o P, a nó như thế này, này còn b o, n nó như thế này mà b o, n nó như này này b o n đấy hai tam giác nó dựng hai bên này là cái cạnh chung đâu nó chỉ có góc vuông này góc vuông này đúng không cạnh này bằng cạnh này này o a bằng o b này rồi gì nữa? Góc O này với góc B này bằng nhau không? Bằng nhau quá. Vì sao bằng nhau? Vì sao? Vì sao? Bởi vì nó đồng vị. Đúng rồi, không cần phải phụ đâu. Bởi vì nó đồng vị. Hai cái này nó song song rồi nè. Thấy hai song song không? Song song thì hai góc này ở vị trí đồng vị. Đấy, có hình dung đồng vị là gì không nhỉ? Đồng vị là như này nè. Hai này song song nè. Thì một cái đường thẳng nó kẻ qua. Nó kẻ qua thì sẽ đồng vị đồng vị ở đây thấy chưa thấy hai góc đồng vị không đấy ở đây này hai này nó song song nè op với cả bn song song nè thì nó sẽ đồng vị ở chỗ này kịp không nào kịp không nào đó vậy là xong rồi vậy là xong có góc pao bằng với cả góc nob lý do là cùng bằng 90 độ được chưa có oa bằng ob oa bằng ob lý do đều bằng R. Rồi gì nữa? Có góc POE. POE. Bằng với cả góc NBO. NBO. lý do là đồng vị. Được chưa? Rồi. Suy ra hai tam giác bằng nhau. OPA bằng tam giác BNO. Bằng nhau thì tính chất là góc cạnh góc. Góc cạnh góc. GKG nhé. G -g -g. G -g -g mà hai tam giác bằng nhau thì tất cả các cạnh của tam giác này bằng tất cả các cạnh của tam giác kia có nghĩa là op nó sẽ bằng với bn rồi mà gì nữa nào mà op song song với bn mới chứng minh câu a đúng không chứng minh trên câu a nên là mình suy ra bnbo là hình bình hành vừa song song vừa bằng nhau thì nó là hình bình hành rồi, tiếp tục câu C nào. Câu C. Cái gì đây? Cái gì đây? Ơi ôi, ôi, câu C có đứa chưa vẽ hình đã nghĩ ra cách làm dùng trực tâm rồi. Ừ, câu C này đúng cũng là một cái câu C quốc dân. Anh gặp nhiều ơi là nhiều. Hình như cái câu này trong cái đề thi tỉnh nào năm ngoái hay sao ấy. Tôi gặp rồi. AN cắt OP tại K này. AN cắt OP tại K. Ừ. AN này. Kéo AN này nó cắt cái OP này tại K này. Được chưa? K, PM cắt ON tại Y à? PM này, đây là PM này. Cắt ON tại Y này, đây là tại Y này. Gì nữa nào? PN cắt OM tại Z. PN đây, PN đây. Kéo dài PN ra. Cắt cái OM này tại Z, được chưa? Kéo dài OM ra cắt này tại G. rồi chứng minh e -G k thẳng hàng ok câu này đơn giản thôi câu này dễ rồi ca e thẳng hàng câu này thì, thì thì nó nó là câu quốc dân rồi câu quốc dân những câu trực tâm và những câu quốc dân rồi nhá câu quốc dân em gặp nhiều lắm từ giờ cho đến lúc ôn thi có thể là bây giờ em sẽ thấy nó lạ đúng không nhưng mà từ giờ cho đến lúc ôn thi em phải gặp câu này thêm hai ba lần nữa thì em sẽ thấy nó dễ rồi thì lúc đấy em sẽ tự nhiên ao trình thôi đấy ao trình câu c nó nó là như vậy gặp thì nó quen thì lại làm được thôi rồi rồi thì để tư duy được cái câu c này á nếu mà tư duy từ đầu ấy thì mình sẽ phải nhìn vô điểm k điểm k đầu tiên điểm k có gì đặc biệt nhìn vô điểm k nó có gì đặc biệt nhìn vô điểm k nó có gì đặc biệt điểm k này nó là giao của hai đường nào giao đề cho là giao của AN với OP. Nè, AN này. OP này. Và em thấy AN với OP nó là hình gì đây? Nó là hai đường chéo của hình gì? Hình chữ nhật. Đúng không? Đúng không? Đấy, nhìn từ đầu tiên nếu mà mình suy luận nếu kiểu chưa biết gì ấy, nhìn vô mình có thể thấy ngay. KAPN là hình chữ nhật và K là giao điểm của hai đường chéo. Vậy có nghĩa là K sẽ giao điểm của trung điểm, K sẽ là trung điểm của PO đúng không? KP sẽ bằng KO Được không? KP sẽ bằng KO Điều đó dẫn đến là điều gì? Điều đó dẫn đến gì? Rất là nhiều điều nha Điều đó dẫn đến rất là nhiều điều IK này nó có thể vuông góc được với PO Vuông không? Vuông không nhỉ? IK vuông với PO không? Vuông Vuông đẹp thì đẹp luôn đúng chưa? Vuông đẹp là đẹp IK chứng minh được IK vuông với PO được không? Chứng minh được không nhỉ? chứng minh được không nhỉ? Đấy, chứng minh IK vuông PO. Rồi em cũng sẽ đi chứng minh ZIZ cũng vuông PO nữa là xong. Đấy, chứng minh IZ cũng vuông PO nữa. Hai cái này cùng vuông PO thì suy ra ba điểm này nó thẳng hàng với nhau. Thì đấy là cái cái suy luận tương đối đơn giản thôi. Đấy, đơn, tương đối đơn giản thôi. Hướng đi tương đối cơ bản đúng không? Ừ. Rồi. Thì đầu tiên mình sẽ đi làm cái nhiệm vụ đầu tiên là sẽ đi làm cái nhiệm vụ chứng minh IK vuông với cả PO trước nhá, chứng minh IK vuông với PO trước. Thì để chứng minh được IK vuông PO thì mình sẽ phải đi chứng minh cái tam giác IPO là tam giác cân. Chứng minh tam giác cân như nào đây? Chứng minh tam giác cân như nào đây? Có chứng minh được tam giác IPO cân không? Tam giác IPO cân không? Cân không nhỉ? cân không nhỉ? Cân, tại sao lại cân? Cái gì OI vuông thì từ từ, cái từ từ mình cứ đi theo cái lộ trình của anh đi. Chứng minh IK vuông PO trước đã. IK vuông PO trước đã nhá. Rồi, để chứng minh để chứng minh IK vuông PO thì phải chứng minh phải chứng minh tam giác PIO cân, tam giác PIO cân. Rồi, chứng minh tam giác PIO cân cho anh để chứng minh tam giác cân ấy thì mình chỉ cần đi chứng minh hai góc đáy bằng nhau là xong, đúng không? Hai góc đáy bằng nhau. Góc này với cả góc này. Ok. Được không? Được không? Bằng nhau không? Bằng nhau quá rồi, nhìn thấy bằng nhau rồi. Tại sao lại bằng nhau nào? Tại sao lại bằng nhau? Giải thích được không? Giải thích được đúng không? Bởi vì góc này nè, góc P1 này nó bằng với góc nào? nó bằng với góc P2. Đúng không? Nó bằng góc P2. Vì sao P1 bằng P2? Vì sao vậy? Bởi vì hai tiếp tuyến cắt nhau tại P. Đúng không? Hai tiếp tuyến cắt nhau tại P. Nên là PO sẽ là tia phân giác P1 bằng P2. Mà P2 lại bằng với cả góc O, O1. Đúng chưa? P2 lại bằng O1. Lý do hình này là hình chữ nhật. Đúng không? Hình chữ nhật. Thế nên là góc P1 sẽ bằng O1. Vậy là xong luôn. Đấy, rất là dễ đúng không? Em sẽ nói là PNOA là hình chữ nhật. Nói luôn vậy đi. Các em cái này tự chứng minh nhá. Góc vuông này. Góc vuông này. Góc vuông này. Ba góc vuông suy ra nó là hình chữ nhật, được chưa? Rồi, suy ra góc P2 sẽ bằng góc O1. Rồi, mà P2 mà P2 nó lại bằng P1 nên em dễ dàng suy ra được là O1 bằng P1. O1 bằng P1 chứng tỏ tam giác IPO là tam giác cân. Tam giác PIO cân. Mà tam giác PIO cân, K là trung điểm của PO, thì suy ra IK vuông với PO. Được chưa? Suy ra IK vừa là trung tuyến, vừa là trung tuyến vừa là vừa là đường cao rồi suy ra ik vuông po xong một nhiệm vụ rất nhẹ nhàng đúng không xong một nhiệm vụ rất nhẹ nhàng được không nào kịp không nào đơn giản không quá dễ đúng không như này được không hai rồi. tiếp tục chứng minh ez vuông với cả po ez mà vuông po thì cái này em phải nhìn rộng ra em mới làm được nhá bởi vì easy nó bị hẹp quá làm sao em chứng minh được easy này nó vuông với PO đây. Thì để làm được cái này thì em phải nhìn rộng ra, phải nhìn rộng ra. Nhìn rộng ra cái gì? Phải nhìn rộng ra cái hình tam giác này này. Nhìn rộng ra cái hình tam giác này này. Rồi, tam giác tam giác POG tam giác POG Đấy, tam giác POG sẽ thấy một điều là gì? Cái tam giác P OG này đấy lúc này tam giác POG có gì nào có ON vuông góc PG đúng không ON vuông PG rồi PI PM lại vuông OG nên là mình ra được cái gì giao điểm của hai đường keo là tại Y à, giao điểm của PM và ON là tại Y nên suy ra Y là trực tâm Y là trực tâm thì chắc chắn EZ nó cũng sẽ vuông góc luôn với OP. Đấy, và Easy vuông OP thì suy ra 3 điểm thẳng hàng. Thế là sao? Thế là sao? Đó. Thì em phải nhìn rộng ra, em phải nhìn từ điểm nào? Em phải nhìn từ cái cắt nhau tại gì nhỉ? chung em phải nhìn được cái trực tâm của cái tam giác này để mới ra được bài toán. Đấy. Thì có thể bây giờ em sẽ ngược ngượng đúng không? Nhưng mà trong tương lai em sẽ gặp rất nhiều bài trực tâm như thế này. Gặp nhiều lắm. Sẽ không ngượng nữa nhá Được chưa? Sẽ không ngượng nữa thôi. Rồi, tam giác OPG có gì nào OPG có gì có gì có PM vuông với OZ đúng không PM vuông OZ này PM vuông này PM vuông OZ có gì nữa nào có ON vuông PZ rồi P, PM với cả ON cắt nhau tại tại Y. ok y là trực tâm. y là trực tâm của tam giác OPG. mà y là trực tâm của tam giác OPG thì suya Y kéo dài ra Z kéo dài cũng sẽ vuông góc với PO đúng không? Suya Z kéo dài ra cũng sẽ vuông góc với PO. mà y, k vuông PO y, G cũng vuông PO từ 1 và 2 suy ra i k thẳng hàng đó rất nhẹ nhàng nhẹ nhàng như đẩy xe hàng nhẹ nhàng như đẩy xe hàng mà thôi không có gì khó khăn cả nhưng mà nếu mà em chưa làm những bài nào liên quan đến trực tâm thì có thể em sẽ bị ngựa ngựa không sao nhá không sao lần sau gặp bài trực tâm thì anh sẽ nhắc em để cho em nhìn được câu 4 nào Lập 10 phải lợm 10 nhá Lập con 10 xin nhẹ con 10 câu này à. câu này không phải câu si đâu câu này Thấy điểm rơi không? Có điểm rơi không? Câu này mà dễ hả? Câu này mà dễ Câu này mà dễ Câu này có thấy điểm rơi không? Không Không có dấu bằng À câu C dễ à? à câu C dễ <laughs> Ừ câu C dễ <laughs> Tưởng nói câu này dễ thì ghê Nói câu này dễ thì nó ghê Câu này có điểm rơi không? Không Không, không biết điểm rơi Không có dấu bằng Đúng không? Không có dấu bằng nghĩa là mình không đoán được A bằng nhiêu b bằng nhiêu c bằng nhiêu không biết không biết sao bằng bốn được Sao biết bằng bốn được ảo à ảo ghê à <laughs> điểm rơi là đoán trước kết quả đó em điểm rơi là đoán trước a là bao nhiêu b bao nhiêu c bao nhiêu nhưng mà đây nó chỉ cho a a bé hơn mười sáu b bé hơn 16 sáu c bé hơn mười sáu nó chỉ cho vậy thôi câu này không có điểm rơi thế nên là mình chắc là mình phải biến đổi uh, cơ bản thôi nhé biến đổi cơ bản đây anh sẽ biến đổi tờ nhé anh sẽ suy luận cho các em thấy nha, bởi vì đi thi ấy câu cuối mình sẽ có rất nhiều thời gian để mình làm nếu bạn nào mà làm chắc kiến thức ấy thì mình sẽ có cực nhiều thời gian làm câu cuối và mình sẽ suy luận cái gì đầu tiên nhìn vào cái đề này mình suy nghĩ ra cái gì đầu tiên nào mình thấy cái gì đầu tiên nào nếu mà anh nhìn là anh nhá là anh nhìn cái này ừ anh cũng nghĩ là nhân liên hợp nhưng mà liên hợp thì nó không 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 đâu vào đâu đâu Nhân hợp không không ra cái gì đâu anh nhân liên hợp bò không ra được không ra cái gì hết tại sao nó lại là hai cái này cộng nhau tại sao lại là hai này cộng nhau tại sao đề nó không cộng vào cho luôn đi đúng không tại sao không nhân 4 vào đây 4 vào đây cộng vào luôn đi mà lại tách ra thành như thế này làm cái gì nhở đúng không tại sao cộng vào với nhau đấy đây là cái điều ác mắc đầu tiên đúng không ừ. làm sao mà cô si được có biết điểm rơi đâu mà cô si em bài này không cô si được rồi không chưa biết a bao nhiêu b bao nhiêu c bao nhiêu sao mà cô si đây rồi vậy thì nếu mà mình cộng vào thì nó ra gì nếu mình cộng hai này cộng hai ông cóc này vào với nhau thì nó ra cái gì nó ra cái gì nhân 4 vào nó ra là 12 cộng a cộng b cộng c phần 16 đúng không cộng hai này với nhau ra cái này mà nó cũng trả ra cái gì luôn ra đúng cái nịt đúng chiến xuân chuẩn đúng nếu nó không ra cái gì thì có thể là mình có thể nghĩ đến là chuyển cái 3 phần 4 này qua đây đúng không chuyển cái 3 phần 4 này qua đây đi mình giải bình thường thôi giải như là giải một cái bất phương trình bình thường thôi đấy giải bình thường như là bình thường thôi vì không chưa đoán được chưa đoán được kết quả chưa cô suy được giải bình thường thôi trừ 3 phần 4 này đấy trừ 3 phần 4 này rồi. Đây, 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 đây. Đây. Xong rồi em lấy cái nào em trừ 3 phần 4? Lấy cái nào trừ 3 phần 4? Lấy cái nào nhỉ? Nếu mà em chỉ lấy một cái em trừ 3 phần 4 thôi, nó sẽ bị mất tính đối xứng. Đúng không? Mất tính đối xứng bởi vì đang là 4 trừ căn A, 4 trừ căn B, 4 trừ căn C. Mà em lấy một cái em trừ thôi thì sẽ bị mất tính đối xứng liền. Cái này nó sẽ thay đổi khác với hai cái này liền. Ba cái này đang là một giống nhau, đúng không? Mà em để đây có số 3. À có nghĩa là có thể là mình sẽ trừ từng cái với 1 phần 4. Đúng không? Mình sẽ trừ từng cái với 1 phần 4. Ừ, mình sẽ trừ từng cái với 1 phần 4 đi. Ừ, trừ với 1 phần 4 đi. Được không nhỉ? Làm bình thường thôi. Tuy luận từ từ thôi. Nếu mà không ra thì mình làm ý tưởng khác. Còn cứ thử xem nó có ra hay không. Thử xem có ra hay không. Trừ 1 phần 4 đi. Đấy. Được không? Được không? được không rồi khi mà như này thì như nào quy đồng thôi quy đồng thôi không gì hết nhá 4 nhân chéo đây là 4 này trừ cho 4 trừ căn a đúng không cái này trong ngoặc phần cho 4 trừ căn a nhân cho 4 đúng không cái này mình quy đồng lên 4 trừ cho 4 trừ căn b phần 4 trừ căn b nhân 4 kiểu nhỏ quy đồng thôi quy đồng thôi trời ơi quy đồng thôi đừng có hỏi vì sao nhá làm ơn đi làm đến câu này mà hỏi vì sao như thế anh chết quy đồng thôi quy đồng hai này với nhau thôi được không nhỉ được không nhỉ rồi quy đồng thấy gì nào bốn triệt tiêu ừ thấy triệt tiêu thấy triệt tiêu thấy triệt tiêu được là 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 ổn đấy. thấy triệt tiêu thấy số 4 triệt tiêu này là 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 rồi trừ với trừ thành cộng căn a này căn a này được chưa cái số 4 này nhân thì mình có thể ghi như thế này đi. Rồi. Cộng với cả 4 chi tiêu này. Còn căn B. 4 trừ căn B. Rồi cộng với căn C. 4 trừ căn C. Cái số 4 ở đây này. Cái nhân 4 ở đây này. Em có thể vứt ra bên ngoài. Nó là 1 phần 4. Được không? Được không? Được không nhở? Được không? Và em thấy nó còn rút gọn nữa là 16. Đây là phần 4. Đây là phần 16. Vậy thì em hoàn toàn có thể như nào? Hoàn toàn có thể thành như này căn A phần 4 trừ căn A cộng cho căn B phần 4 trừ căn B cộng cho căn C phần 4 trừ căn C lớn hơn bằng A cộng B cộng C phần 4. Đến đây kịp không? Đến đây kịp không đã? Đến đây nếu mà mình giải bình thường, mình mình đang đi mò, mình đang đi tìm hướng mà. Mình vẫn chưa biết là cái hướng này có được hay không. Nhưng mà mình cứ đi mò. Được không? Đến đây là mò như này có được không? Mò đến đây là được không? Mò đến đây là vẫn được. Đúng không? Mò tới đây là vẫn được. Ừ. Mò tới đây là vẫn được. Được. Kịp, kịp. Mò tới đây vẫn kịp. Rồi. Mò tới đây xong. Bí tiếp. Đúng không? Sẽ bị bí tiếp. Bí tiếp ngay. Bởi vì mình không thể nào cô suy linh ta linh tinh được. Đúng không? Lại bí ngay. Bí ngay. Thì đến đây phải dùng bất đẳng thức phụ rồi đến đây là anh phải giới thiệu cho các em một cái bất đẳng thức phụ nha một cái gọi là gì nhỉ gọi là gọi là nếu bạn nào chưa học thì giờ học không sao vẫn kịp vẫn còn kịp cao chi cái gì đây anh anh, anh, anh. Câu chi sờ sờ gì nhỉ cao chi sờ 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 quát viết sao nhỉ sờ quát sờ chờ quát đúng không sờ quát cao chi sờ quát angle gì đấy gì quên tên rồi hình như như này anh rồi, rồi, cái, cái tên thôi chỉ là cái tên thôi thì ừ, 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 này hả <laughs> sorry nhá ghi sai tên hả không, không, biết anh không anh không nhớ không biết z thì tên quên này nói chung là cái nó sẽ như này a bình phần x bình Để anh ghi xem kem em có nhớ cái này không nhá a bình phần x cộng b bình phần y nó sẽ luôn lớn hơn bằng a cộng b tất cả bình phần x cộng y các em có biết cái này không biết cái này không biết này không nhỉ cái gì không nhớ tên nhưng mà nhớ công thức được rồi nhớ không nhớ tên nhưng nhớ công thức được rồi nhớ công thức được rồi đây là một bất ngờ thức phụ có biết không có biết không nhỉ có biết cái này không có, có 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 biết 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 đi biết đi mà chứng minh đi anh được luôn chứng minh trời ơi chứng minh này nó dễ lắm em chứng minh cái này em chỉ cần quy đồng thôi quy đồng a bình y này rồi cộng b bình x này trời ơi cái này chứng minh quy đồng là xong x y này lớn bằng a cộng b tất cả bình này rồi x cộng y này rồi này mình lại nhân chéo thôi trời ơi quy đồng dễ mà rồi nó sẽ ra là a bình này mình nhân với x là a bình a bình xy đúng không rồi a bình y bình đúng không chứng minh thì rồi chứng minh nó dễ b b b bình x nhân x là b bình x bình đúng không b bình x nhân y là b bình x y đúng không rồi sẽ luôn lớn bằng gì cái này mình nhân chéo luôn này là a bình này a bình nhân y là a bình xi này trở quy đồng thôi 2 ab này cộng 2 ab rồi nhân thêm xy nữa này rồi cộng với b bình xy này đấy thì thì mình chứng minh mình chỉ quy đồng thôi là xong này em thấy triệt tiêu này triệt tiêu này triệt tiêu này triệt tiêu, tiêu này nó còn cái này còn cái này với còn cái này thì mình sẽ thành gì ai trừ bx tất cả bình luôn lớn bằng không đúng không chuyển cái này qua đây thành hàm thức Đấy, a bình trừ 2ab cộng b bình lớn bằng 0 cái này luôn đúng. Thì đây là một cái bản thức Cauchy-Schwarz dạng angle. Được chưa? Giới thiệu một cái công thức tiêu cấp vi pro. Chưa biết thì giờ biết. Mà biết rồi thì ok. Được chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ áp dụng cái này. Đây là với hai số đúng không? Thế với ba số thì sao? Với ba số thì y chang thôi. Với ba số thì như nào? Với ba số thì sao? với ba số thì với ba số thì mình sẽ cộng hai số trước đúng không luôn lớn bằng gì a cộng b tất cả bình rồi cộng phần x cộng y rồi cộng với c bình phần z xong lại hai số này lại tiếp tục lớn hơn bằng a cộng b cộng c tất cả bình phần x cộng y cộng z thì mình góp hai số ở trước xong mình lại góp hai này với này thì nó y chang đúng không nói chung là bao nhiêu số cũng được bao nhiêu số cũng được rồi quay lại bài toán này đi vì sao anh lại phải dùng cái này? Bởi vì anh muốn gộp ba cái phép cộng này này thành một thành một cái phân số thôi, em hiểu không? Nè, khi mà em dùng cái bản thức này thì nó sẽ gộp ba cái này thành một cái cho em thôi. Thành duy nhất một cái cho em thôi. Được không? Nhưng mà nhưng mà nhưng mà điều gì xảy ra đây? Em được dùng chưa chứ? Em được dùng luôn không? A bình nhưng ở đây là căn A thì dùng kiểu gì? Dùng kiểu gì? Sao mà dùng được đúng không? A bình ở đây là căn A thì thì sẽ lẽ là căn căn A. Căn căn A. Không. Đến đây em phải làm thêm bước nữa, làm thêm bước nữa em mới dùng được. Đúng không? Phải làm thêm bước nữa. Em phải nhân cả từ cả mẫu cho căn A, đúng không? Nhân cả từ cả mẫu cho căn A lúc này mẫu số tử số sẽ còn là A này. A phần cho mẫu số là 4 căn A trừ A. Được không? như này mới dùng được này b căn b mình phải nhân tử mẫu cho căn b này nó phải thành là b phần 4 căn b trừ b này được chưa nhân tử mẫu cho căn c này c phần 4 căn c trừ c này được không nhỉ rồi đến đây hãy dùng này đến đây dùng công thức này chỉ là dùng công thức thôi các bạn học sinh giỏi phải dùng được phải dùng được nha a bình thì ở đây em tưởng tượng là căn a căn a bình đúng không thì đây căn A làm sao mà căn căn A được nó rất buồn cười A thì thành là căn A bình B bình thì đây là căn B tất cả bình Thấy chưa? Căn B bình là B thôi Nó sẽ như nào? Cái này sẽ như nào? Lớn hơn bằng gì? Lớn bằng gì? Căn A cộng căn B cộng căn C tất cả bình Dưới mẫu, dưới mẫu thì cộng hết với nhau Nghĩa là 4 đặt số 4 ra ngoài căn A cộng căn B cộng căn C rồi trừ A trừ B trừ C thì đặt dấu trừ ra ngoài còn A cộng B cộng C thôi đấy rồi được không kịp không kịp không kịp không nào kịp không nào áp dụng thôi áp dụng công thức thôi tử thì là căn A cộng căn B cộng căn C mẫu thì là cộng hết lại được không nhở? Kêu nhở áp dụng công thức thôi, chỉ là áp dụng công thức thôi, không có làm gì hết á. Không có làm gì, chỉ là áp dụng công thức. Rồi, và bây giờ em phải đi chứng minh cái này nó luôn lớn hơn như nào? Lớn hơn thế nào? Lớn hơn cái nào? lớn hơn cái, lớn cái nào nhỉ? A cộng B cộng C phần 4. Đúng không? Giờ em cần đi chứng minh hai này thôi. Đúng không? Ừ. Đúng rồi, dạng angle Rồi ok được không nhỉ Được không được không Rồi đến đây xong chưa Đến đây xong chưa Đến đây xong chưa Đến đây là xong rồi Đến đây nhân chéo là xong rồi ông Cóc ơi Đến đây nhân chéo xong rồi Nhân chéo này 4 nhân chéo đây là thành 4 Căn A cộng căn B cộng căn C Tất cả bình này Sẽ luôn lớn bằng gì Ê, Nhân chéo này sẽ thành là 4 nhân căn A cộng căn B cộng căn C. Rồi, nhân chéo này nhân nhân với này luôn đúng không? Nhân cho A cộng B cộng C luôn đúng không? A cộng B cộng C. Rồi trừ đi, trừ đi A cộng B cộng C nhân cho cái này luôn, nghĩa là trừ cho A cộng B cộng C tất cả bình. Quen không? Cái này là cái gì? Cái này là cái gì đây? Cái này cái 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 gì đây? Cái gì đây nhỉ? Cái gì đây nhỉ? Cái gì nhỉ? Cái gì đây nhỉ? Ai nhận ra chưa? Ai nhận ra chưa? Ai nhận ra chưa? Ai, ra chưa? ai đó ai đó? Ai đó? chuyển dấu trừ qua đây thành dấu cộng cộng a cộng b cộng c bình luôn lớn bằng 4 căn a cộng căn b cộng căn c nhân cho a cộng b cộng c cái gì đây cái gì đây? đây 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 là, đây là cái gì đây đây là cái gì đây đây là cái gì đây đây là cái gì nhỉ đây là cái gì nhỉ đây thiếu bình này đây là cái gì nhỉ cô si chứ là cái gì nữa đây là cô si Ai đó ai đó ai đó Kịp không kịp không kịp không Xong chưa xong chưa Luôn đúng Suy ra điều phải chứng minh Ghê chưa ghê chưa ghê chưa Ai đó ai đó Ghê chưa Ghê chưa Có hình dung được bước này là cô si không nhở A bình này A là gì A là A là gì A là 2 căn A cộng căn B cộng căn C tất cả bình này. Rồi cộng cho cái này tất cả bình này. A cộng B cộng C tất cả bình này. A bình này. Cộng B bình này. Luôn lớn bằng gì? Lớn bằng 2AB này. Thì cái này cũng phải luôn lớn bằng 2AB không? A là cái này không? 2 nhân 2 căn A cộng căn B cộng căn C không? Nhân A cộng B cộng C đúng không? Đúng chưa? Được chưa? Câu 1 nó chỉ như này thôi, 4 trừ m này, nhân cho x này, đấy x ở ngoài nha, x không vướng vào căn đâu nha, rồi, thì nó mới hàm số bậc nhất được, rồi, và để hàm số bậc nhất thì a phải khác không, m chỉ có thể là m bằng 1 nè, 4 trừ 1 là còn 3 này ok, m bằng 2 nè, m bằng 3 nè, rồi, m bằng 4 được không, m bằng 4 thì a bằng 0 mất tiêu rồi, đúng chưa, vậy m là 1, 2, 3, đáp án là câu B. Good. Rồi, tiếp tục câu 2. Câu 2 nhanh nhá, nhanh lượm con 10 đi, lượm nhẹ con 10 đi để dễ quá, để này ao trình quá. Nhanh nào, nhanh nào. Câu 2 bình phương của nghiệm. Rồi ơi, Cái gì đây? Cái gì đây? Bình phương nghiệm phương trình. Cái này á, cái này ship xôn, cái này anh ship xôn. x trừ 2 bằng 2, đúng không? Ship xôn. x bằng 6, đúng không? x bằng 6, nhưng mà nó kêu là bình phương nghiệm mà đã định lừa anh à nghĩa là mình phải bình phương cái này lên 36 rồi câu 3 góc nội tiếp là góc có đỉnh trùng với tâm sự tào lao góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh là hai dây đường tròn hợp lý cũng hợp lý nhỉ góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và có cạnh chứa dây Hử? Ừ? góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh à giống nhau hết này hai cạnh này, hai cạnh này là hai dây chứa hai dây à vậy vậy thì nó khác nhau chữ này thôi chữ là với chữ chứa thôi vậy thì cái nào đúng d hay là d hay là d hay là a nhỉ là hai dây thì ví dụ như ở đây này này là hai dây đúng chưa ok còn chứa hai dây là như nào chứa hai dây nó có thể là như này như này thì nó vẫn được coi cái góc này nó vẫn được coi là góc nội tiếp đúng không nó đâu nhất thiết phải là dây đâu nó có thể kéo dài ra như này nó có thể kéo dài ra như này được không thì nó vẫn là góc nội tiếp vậy thì đáp án là câu câu d rồi câu số 4 nào ừ ok 3 d good 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 đứa nào nhắc anh hay vậy đứa nào nhắc anh thông minh vậy ừ ha sao anh không nghĩ ra ha ừ rồi đứa nào ấy đứa nào ấy đứa nào ấy ờ ngô huy khoa đúng rồi sao anh không nghĩ ra cái này nhỉ đúng rồi sao anh cứ đang làm gì ta chở làm gì làm gì á đang làm gì á ừ, ừ. nếu mà nhân hai cái vào thì ra hạng thức số 3 đúng không hợp lý nhở hợp lý nhở hỏi chấm đúng không nhân hai này với nhau thì là thành a bình trừ b bình thành là a cộng b trừ chín này trừ cho a cộng b cộng một này sẽ bằng hai âm hai nhân cho hỏi chấm này ờ ờ, ờ ờ ờ ờ đúng rồi ra luôn này ừ ừ ha ừ ha Ừ ha Đúng rồi, Ê, hỏi chấm bằng 5 Bài này có nghĩa là mình sẽ nhân Nhân hai này với nhau đúng không, nhân hai này với nhau Nó ra A trừ B nhân A cộng B thành A bình trừ B bình Bằng trừ hai nhân hỏi chấm Thì cái này nó triệt tiêu hết, nhân với nhau triệt tiêu hết Còn âm 10 thôi, vào việc vào việc Tọa độ giao điểm đúng không Cho hai này bằng nhau Cho hai này bằng nhau là xong cho hai này bằng nhau thì mình ship xôn đi nhá ship zone là giải quyết nhanh đi giải quyết nhanh đi mấy cái này mình giải quyết nhanh đi Đấy tại vì sao biết không? Tại vì anh làm tự luận thì không sao nhưng mà cứ là trắc nghiệm là anh cứ thích bấm máy cơ. Nên là anh cứ thích bấm máy thế nên là nhiều lúc bấm máy nó cũng là cái dở đúng không? Bấm máy nhiều lúc nó ra cách dài hơn và khó hơn. Đấy nhưng mà như bài này nó lại nhanh hơn này. x bằng 3 này thấy chưa? x bằng 3 thế 3 vào đây. 2 x 3 là 6, 6 trừ 5 bằng 1, y bằng 1, thấy chưa? x gấp 3 lần y. Khoanh đáp án. À. Nó phải như vậy vào việc nào? Tìm m để hệ phương trình có nghiệm, quá dễ luôn. Có nghiệm thì em thế nghiệm vào đấy. Có nghĩa là thế hai là bằng x, thế 1 tọa y, được chưa? m nhân x rồi đừng ghi m x m nhân 2. ghi 2m đi đấy. 3 nhân y 3 nhân y là 3 nhân 1 đúng không? cộng 3 nhân 1 bằng 5. Rồi đến đây x x là bằng 2. 2 cộng m nhân y là m nhân m nhân 1 đúng không? bằng 1. Rồi, đến đây là M mấy nào? M mấy nào? 3 x 1 là 3, 5 x 3 là 2, 2 x 2 mà bằng 1. Rồi, M mấy nào? Rồi, à, đến đây M bằng 1 hoặc là M bằng âm 1. Vô nghĩa! Dẫu! M bằng dẫu. Đừng nói là khoanh câu B nha, chết! Làm gì có chuyện M vừa bằng âm 1 vừa bằng 1 được. Nếu mà M mà vừa bằng 1 vừa bằng âm 1, đây là dấu và nha số vàng ấy, cả hai cùng xảy ra một lúc nếu mà một mà bằng với âm một thì cuộc đời này nó thật là đẹp <laughs> mà bằng một bằng luôn âm một cuộc đời này thật đẹp tiếp tục nào câu 7 câu 7 đi nhanh nha nhanh nhanh thôi không thể để để đổi kênh đổi tên kênh chết câu này thì bấm máy thôi nhé câu này bấm máy cho anh xin 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 alpha cho đại alpha 30 độ cho anh xin 30 độ này bằng 1 phần 2 đúng không bây em thử lấy xin của 90 trừ 30 thêm. À khác, khác liền. Đúng không? Khác mà bằng là sai. Xin, oh, sai luôn. Xin bình cộng cốt bình với bằng 1. Cái này tan nhân cố tan cơ mà. Sai luôn. Câu D. thế thôi. Nhanh nhá nhanh. Nhanh. Rồi trong các, trong một đường tròn. Hai cung bằng nhau thì căng hai dây bằng nhau. Một câu quá chính xác luôn. Cung bằng thì dây bằng. Hai dây bằng nhau thì căng hai cung nhau. Đúng luôn với hai cung lớn hơn với hai cung lớn trong một đường tròn cung lớn hơn thì căng dây lớn hơn đúng luôn với hai cung nhỏ một tròn cung nhỏ hơn, căng dây nhỏ, đúng luôn mày ừ, rồi cái gì đấy cái gì mà nói câu nào cũng đúng vậy điều kiện xác định à x trong căn x lớn bằng không thế thôi nha x trong căn thì 3 x trong căn đúng không thì 3 x lớn bằng không thì tương đương với việc là x sẽ lớn không không chia 3 thì vẫn là 0 thôi. Rồi, lại tiếp tục này. Trong một đường tròn, đường kính là dây lớn nhất. Đúng. Trong hai dây của một đường tròn, dây nào gần tâm hơn thì lớn hơn. Đúng luôn. Nè, đường tròn nè. Tâm này, dây này. Dây nó gần tâm hơn đúng không? Dây này nó xa tâm hơn. Vậy dây này nó lớn hơn. Đúng không? Cái nào càng gần tâm thì càng lớn. Rồi, đúng. Trong một đường tròn, đường kính đi qua điểm chính giữa một cung thì vuông góc đường kính đi qua chính giữa một cung thì vuông góc với dây căng cung đúng luôn đúng không đường kính này đấy ví dụ cái dây căng cung này do điểm chính giữa cung này đường kính mà đi qua điểm chính giữa cung thì vuông góc cái dây căng cung đúng ờ à, đúng rồi ba sai ba sai câu 3 sai đúng rồi đúng rồi đúng rồi anh anh bị ao nha rồi anh cái này xưa năm ngoái anh có làm sai một lần nổi năm nay lại sai luôn tắm hai lần trên một dòng sông luôn đúng rồi đi qua trung điểm của dây chưa chắc đã vuông góc với dây đâu đúng rồi Ví dụ như là cái dây này. Dây AB. Ví dụ như là giờ đường kính CD. Đúng không? Đường kính CD nó cũng đi qua trung điểm của dây AB nè. Nhưng mà đâu vuông góc với dây AB đâu. Đúng không? Cái câu 3 sai. ở Câu này năm ngoái cũng sai. Trời ơi. Trời ơi. Bú 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 bú. <laughs> rồi rồi rồi. Sai sai sai. Nói nói nói. Mất. Mất mất 025 rồi. Mất 10 điểm rồi. Mất 10 điểm rồi. Chết rồi. Chết rồi. Không được 10 rồi chết rồi non, rồi non rồi non rồi non rồi tiếp 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 <laughs> thẻ năm ngoái anh cũng sai câu này luôn đấy thẻ năm ngoái anh cũng bị bọn nó chửi câu này non năm nay lại bị tiếp cay đấy nhở cay thật đấy rồi thực ra thực ra là sao thực ra không phải là anh non đâu nhiều lúc ấy anh phải cố tình em hiểu không vì khi mà anh cố tình sai đấy các em sẽ nhớ lâu hơn đấy thì anh là anh chỉ muốn tốt cho các em thôi chứ anh thì không quan trọng đâu đấy thì cái gì tốt cho các em thì anh làm thì anh biết là cái đấy dễ sai nên là anh phải sai trước để tạo điểm nhấn thì khi mà các em thấy anh sai thì các em sẽ ơ ừ, non kìa non kìa thì các em sẽ nhớ lâu hơn đó à chết hết giờ hết giờ hết giờ hết giờ ok ok x là một thế một vào nhá hai nhân đi qua điểm nào thế nó vô đây thế một x à, nhân một rồi cộng y y là bằng trừ một đúng không rồi rồi ok ok ship sony nhá đừng làm người làm người đừng nhọc nhá, nhọc minh ta linh linh lại sai. Đây, 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 shift, solve, bộp, âm 1. Đáp án là câu, câu D, A 1. Tiếp tục nào. A, 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 bài, 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 hệ số góc, hệ số góc. A là 1. Rồi, 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 bố, 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 bố. Rồi, xuyên Y sẽ bằng gì nào? Y sẽ bằng trừ 2AX, 3 hệ số góc là cái hai a này cơ đúng không hệ số góc là số đứng trước x ai ai à ai à ai 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 căng quá nhỉ căng quá nhỉ ây dạ. a âm một thế âm một vào đây để xác nhận căng quá nhỉ rồi đáp án là a <laughs> ôi 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 tiếp 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 suýt 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 bị ảo nhây suýt bị ảo nhây cho đường tròn à, à, à đường tròn trò chơi thôi cái trò chơi đường tròn gì thì đây được cái gì dây AB à? Dây AB à? Số đo là R căn 2 à. Vậy thì đây là R đúng không? Bán kính là R, dây AB R căn 2. Nó hỏi số đo cung nhỏ AB hả? Cung này là bao nhiêu? Cung này là bao nhiêu? Vậy thì mình chỉ cần đi tính số đo góc AOB thôi. Tính số đo góc AOB thôi, Cái lẽ mình sẽ kẻ cái đường vuông vào đây. Đúng không? Kẹm vuông vào đây. Thì AH sẽ là bao nhiêu? AH nó sẽ là r căn 2 chia 2. Rồi, bởi vì nguyên cái AB này là r căn 2 thì AH là một nửa. r căn 2 chia 2. Rồi OA là OA là R. Rồi, có lẽ là đây là mình sẽ tính góc nhỏ trước, đúng không? Tính góc nhỏ trước. Góc này sẽ bằng đối chia huyền. Là dùng sin đúng không? Sin góc O1 thì sẽ bằng AH chia OA. AH là r căn 2 chia 2. Rồi, chia cho R. Mất R, nó còn căn 2 chia 2. Rồi, ship sin căn 2 chia 2 bao nhiêu độ? Ship sin căn 2 chia 2. 45 độ. Góc này 45 độ. Thì góc này cũng 45 độ luôn. Tổng của nó sẽ là 90 độ. Cùng bằng số đo góc của tâm. Câu này cái gì đây? Cái gì đây? 2 và 3. 2 và 3 ra được hệ số góc luôn không? Đây là hệ số góc này, 2 và 3 này tan của góc tan của góc alpha là chính bằng a luôn nè. Vậy thì 2 đây bằng 2 luôn đúng không? Tan alpha bằng 2 thì suy alpha bằng bao nhiêu độ? Ship tan 2 ra. 63 độ đúng không? Góc này 63 độ, cái này là 63 độ. Cái này ship tan 3 đúng không? Ship tan 3 ra. 71 độ đúng không? là góc tạo bởi đường thẳng và trục OX sẽ là 71, ba Vậy đáp án sẽ là D. Ok. Tiếp. Câu số 14 nào? Try hard, try hard, try hard. Hai cái này song song nhau. Song song khi nào? Song song khi M khi số đứa chữ X bằng nhau. Vậy có nghĩa là M bình cộng 1 nó sẽ bằng bằng 2. Rồi. Và nhớ lại B khác nhau nữa. Có nghĩa là M khác 1. Đấy. Hai này cùng sẽ ra cùng lúc. Rồi 2 trừ 1 là 1 M sẽ bằng cộng trừ 1 Và M phải khác 1 Vậy đáp án là M sẽ phải bằng M sẽ bằng âm 1 thôi Âm 1 được, 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 được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào. Mấy cái này dễ đúng không? anh sẽ nhanh nhá. Cái, cái gì đây? Cái gì đây? Rút gọi biểu thức cái gì đây? Ừ ừ ừ ừ, trò chơi, trò chơi, trò chơi bấm máy, trò chơi bấm máy đây rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Cái này thì có lẽ là có lẽ là các em làm tự luận thì như nào không biết nhưng mà anh bấm máy luôn x bình cộng 8x cộng 16 được chưa rồi trừ đi x bình trừ 8x cộng 16 rồi dấu chức năng xôn nó hỏi x bao nhiêu em cho nó từ trừ 4 đến 4 thì cho bằng 0 đi nó cho bằng 1 đi cho đẹp bằng 1 đi bằng 2 ok bằng 2 đúng không nghĩa là b bằng 1 b bằng 1 thì kiểu thức này sẽ bằng 2. Em thế 1 vào đây, 2 nhân 1 là 2. Rồi, có mỗi đáp án A à thôi. Sao bất ổn nhỉ? Buổi học rất là vui. Buổi học rất là vui. Học sinh rất là nhiều bạn muốn ngồi bàn đầu. Lớp rất đoàn kết. Sao lại nói bất ổn nhỉ? Bất ổn chỗ nào? Hỏi chấm luôn. Bất ổn chỗ nào? Không hiểu. Không hiểu được. Rồi, số nghiệm của hệ phương trình. Dùng công thức đi dùng công thức đi m chia 2 với cả 1 chia m 1 chia cho trừ m rồi 2m chia 3 bằng nhau không hai này bằng nhau không chưa đã hai này phải xét hai này đầu tiên đã nếu hai này bằng nhau điều gì xảy ra nhân chéo lên trừ m bình sẽ bằng dương 2 vô lý đúng không? Không bao giờ bằng được. Không bao giờ bằng. Một số âm mà mũ 2 không bao giờ bằng được. Vậy chắc chắn là phải khác. Rồi, khác thì chắc chắn là một nghĩa. Được chưa? Cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây? Hình chữ nhật có phải tứ giác nội tiếp không anh? Có. Bởi vì tổng hai góc đối bằng 180 là tứ giác nội tiếp. Cứ tổng hai góc đối 180 là tứ giác nội tiếp. Rồi kết quả phép tính Cái gì đây cái gì đây Thử thách à Thử thách cái gì đây Thể hiện gì đây thể hiện gì đây Cái đề thử thách cái gì đây <laughs> Đùa 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 với chúng tôi Đùa với chúng tôi Rồi tiếp tục câu số 18 Một người đang đứng trên tầng thượng Ok bỏ qua không cần đọc đề luôn Thôi phải đọc đề rồi anh ta nhìn thấy một người điều khiển xe máy đi về phía tòa nhà ok một thằng ở đây nó nhìn người ta đi xe máy làm cái gì không biết rảnh ngay gì rảnh quá rảnh quá không việc gì làm trời rồi rồi góc này 30 độ ok rồi sau 6 phút người quan sát thấy người điều khiển xe máy Ủa, cái gì đấy Ủa, góc nào 30 góc nào 60 góc to này 60 Ừ, góc to này 60, góc nhỏ này 30, vậy góc nhỏ này cũng 30 luôn. Rồi, hỏi sau mấy phút nữa thì xe chạy đến chân tòa nhà. Ờ, 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 cái gì vậy, cái gì vậy? À, có nghĩa là đi từ đây cho tới đây là hết 6 phút. Đúng không? Từ đây tới đây hết 6 phút này. Ừ, đi từ đây tới đây hết 6 phút. Ok, Được rồi, hiểu, 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 hiểu đi từ đây tới đây là hết 6 phút vậy giả hỏi đi từ đây tới đây là hết bao nhiêu phút đúng không sau bao nhiêu phút nữa thì tới tòa nhà ấy đi từ d đến a hết bao nhiêu phút ok 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 lo được lo được lo được nhá lo được thôi nghĩa là giờ em phải đi tính quãng đường ad so sánh quãng đường bd cd nó như thế nào rồi so sánh thôi không có gì hết nhé, so sánh thôi thì có lẽ anh sẽ dùng dùng cái gì dùng quãng đường AC có đường AC thì có lẽ anh sẽ dùng tan đi đúng không tan thì sẽ bằng đối chia kề à đối chia kề đúng rồi tan 30 độ sẽ bằng đối là AB này AB này chia kề là AC này rồi tan 60 độ sẽ bằng gì nào sẽ bằng AB chia AD rồi từ đây em sẽ ra được tỷ lệ giữa AD và AC với nhau. Đúng không? Suy A tan 30 độ chia cho tan 60 độ sẽ bằng AB chia AC chia cho lấy hai vế chia nhau, lấy hai vế chia nhau. AB phần AD. Đấy. Nó sẽ bằng là AB phần AC này nhân chéo với AD phần AB. Triệt tiêu này. Đấy, suy AD AD chia AC bao nhiêu? Tan 30 chia tan 60 bao nhiêu? Bao nhiêu? Bao nhiêu? Bao nhiêu nhỉ? 1 phần 3. 1 phần 3. Có nghĩa là AD bằng 1 phần 3 AC. Cái này 1 phần, cái này 3 phần. Ôi, cái này nhìn hình ta thấy rồi. Cái này nhìn hình ta thấy rồi. Tính làm cái gì? Đúng không? Nhìn hình ta thấy rồi. Nhìn hình ta thấy. Rồi, vậy thì đi từ đây tới đây hết 6 phút. Vậy thì một đoạn này sẽ hết 3 phút, 3 phút, 3 phút. Câu A. À. Tiếp tục. Tiếp tục. Câu số 19. Ui, câu này ngon. Câu này bú này bú này. Vô này vô này. 7 giờ 30 phút là bao nhiêu? Bao nhiêu? Bao nhiêu? Đây, 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 đây. đây. 6 này. 7 này. 8 này. 7 giờ 30 phút là... Đây đúng không? Đấy, kim ngắn đây, kim dài đây. Đúng không? Góc này đúng không? bao nhiêu độ bao nhiêu độ góc này bao nhiêu độ góc này bao nhiêu độ, góc bao nhiêu độ ấy nhỉ góc này bao nhiêu độ ấy nhỉ góc này bao nhiêu độ ấy nhỉ biết là hình này có bao nhiêu bao nhiêu ô ba hai một mười hai mười một mười chín tại một phần này hai phần này ba phần bốn phần năm phần sáu phần bảy phần tám phần chín phần mười phần 11 phần, 12 phần. Một hình này có 12 phần. Vậy thì 1 phần rưỡi tương ứng bao nhiêu độ? À, 12 phần. 12 ô tương ứng với 360 độ. Vậy thì 1,5 phần tương ứng với bao nhiêu độ? Bao nhiêu, bao nhiêu cho cuộc tình? Bao nhiêu cho một cuộc tình? Bao nhiêu? Nhân chéo chia ngang. 360 x 1,5 chia 12. 45 độ được chưa được không rồi tiếp tục tiếp tục câu số hai mươi ai à ai à ai à ai à ai ai sao đau sao sao ta nó 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 đau ai quá ta đau đầu quá ta điên đầu ai quá ta chết <laughs> đầu biết vậy anh làm trắc nghiệm từ đầu tự nhiên làm tự luận xong làm trắc nghiệm như thằng ngáo ngơ vậy rất là ngáo ngơ nhá tam giác abc này ok góc này 120 này tưởng tượng đi rồi ab là 12 này tính bán kính có nghĩa là tính oa được chưa rồi tính oa đây oa vuông luôn vuông luôn Hát. rồi có nghĩa là góc này là góc này sáu 60 này ừ, kẻ đường kính luôn đi đúng không đã kẻ đến đây xong kẻ nốt, cái đường kính luôn đi kẻ nốt cái đường kính luôn đi ừ kẻ nốt đường kính kẻ đường kính AD đi nối BD vào bài này cũng không không, không hề đơn giản đúng không nối AD vào thì đây được tam giác vuông này đúng không được tam giác vuông này rồi, có lẽ mình sẽ đi tính đường kính luôn. Tính cái đường kính AD luôn. Để cho tính đường kính AD luôn. Mình sẽ dùng cos 60 độ. Cos 60 độ thì sẽ bằng kè chia huyền. Đúng không? Kè là AB. Chia cho huyền là AD. Chưa? Yeah. Rồi, AB này là bằng 12. Chia AD là bao nhiêu? AD là bao nhiêu nhỉ? 12 chia cho cos 60 à? hai AD là hai rồi AD là hai thì đường kính là hai suy bán kính sẽ là mười hai. Được chưa? Được chưa? Bài này phải kể đường kính nhá. Bài này nhìn vậy thôi, nhìn vậy thôi. <laughs> nhìn vậy thôi. Từ một điểm M ra ngoài đường tròn kẻ hai cát tuyến. Câu này dễ, câu này đơn giản m ngoài đường trò này kẻ hai cắt tuyến này câu này anh có chỉ các em rồi đúng không? M -A b này và mcd này điều gì xảy ra? ma nhân mb sẽ bằng mc nhân md do hai tam giác mad đồng dạng tam giác m -A d đồng dạng tam giác mcb mình sẽ có tỷ lệ là ma nhân mb bằng mc nhân md b đúng không? rất dễ cho hàm số khẳng định nào sau đây là đúng đây là một hàm số Ok mình tính F này ra thôi đúng không mình tính cái này ra thôi Mình tính này thôi F của âm 2022 là nhiêu Thế x là bằng âm 2022 vào Đúng không nhanh nhanh không, từ từ cho cho em một tí thời gian nữa các, 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 các thầy cô ơi các Thầy cô cho em một tí thời gian nữa đấy Đấy, cho thêm tí thời gian nữa. cho cho em tầm uh, 10 phút nữa đi em em hứa em hứa nộp bài 10 phút nữa nhá rồi giờ cho x là bằng âm 2022 này Cô này Âm 2022 Rồi ra số này Đúng không Rồi côn 2023 Rồi ra số âm Ok vậy thì câu này là sai Tiếp tục câu B nè Cho x là 2022 vào Côn x là 2022 Thì nó ra số âm Đúng không? Cho x là âm 2023. Thì ra số dương. Dương nó hơn âm. Câu B đúng. Thôi từ từ, từ 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 từ. Từ từ các thầy. Các thầy giám thị ơi. Cho em còn. Cho em một cơ hội nữa đi. Cho em một cơ hội làm người đi. Em không thể nào mà mất nửa điểm. Cái bài trắc nghiệm được. Rồi tiếp tục. Giả sử A, B là điểm cố định. Luôn đi có điểm cố định. Trời ơi. Cái gì vậy? Luôn đi có điểm cố định hả? À? Rồi ok lại phải giải rồi Giả sử điểm cố định đúng không Giả sử điểm cố định Vậy thì em sẽ thế A vào X và B vào Y Đúng chưa A và B là điểm cố định Đấy, Thế A vào X B vào Y này Thì lúc này sẽ thành cái gì nào B nó sẽ bằng 2 nhân M trừ 1 nhân A cộng cho 2M trừ 1. Ok, sau đó mình nhân tung ra thôi. Nhân tung ra. 2 A này trừ 2A này cộng 2M trừ 1 này từ từ các thầy nhé các thầy từ từ thôi chuyển B qua đây đi không đi rồi đặt cái M nhân tử chung này đặt 2M chung này bên trong còn A cộng 1 đúng chưa rồi nó còn là trừ 2A trừ 1 B qua đây thành trừ B luôn ok để cho nó là một điểm cố định có nghĩa là A nó là số nào cũng được B là số nào cũng được thì lúc này 2M nó phải bằng 0 Đấy đó Luôn đi qua với mọi giá trị của M có nghĩa là M là số nào cũng được em M là số nào cũng được Rồi cái này A và B nó phải là một số Vậy thì cái này nó phải bằng 0 Đúng chưa? A cộng 1 nó phải bằng 0 Rồi nguyên cục này nó cũng phải bằng 0 luôn Trừ 2A trừ 1 trừ B phải bằng 0 Thì khi đó em M là số nào đi chăng nữa Thì Số nào đi chăng nữa? Nhân 0 rồi trừ đi 0 thì nó cũng bằng 0 mà thôi. Đấy. A sẽ bằng âm 1. B bằng nhiêu ta? Trừ 2 nhân âm 1. Trừ 1 trừ x. Tipson. B bằng 1. Ok. Đáp án là gì? A là mũ trãn này. Âm 1 mũ 2022. Trừ đi. Bằng 0. Bịp thế nhỉ? Câu 24 là tổng số sách của hai tủ là 2.000 cuốn. Nếu chuyển 4.000 cuốn từ tủ thứ nhất sang tủ thứ hai thì số tủ 2 hai gấp gấp 4 lần tủ thứ nhất. Ok, số sách của cả hai tủ. Tủ 1 là x, tủ 2 là y. x cộng y là 2.000 cuốn. Nếu chuyển 400 cuốn từ tủ 1 sang tủ 2, có nghĩa là x mất đi 400, đúng không? x bị chuyển đi 400. Còn y thì như nào? y thì 400 thì từ tổ thứ hai sẽ gấp 4 lần tổ thứ nhất có nghĩa là tổ thứ hai sẽ bằng tổ thứ nhất nhân thêm 4 lần đấy được không hiểu không hiểu không quá dễ luôn dễ ơi là dễ ơi trò chơi cái trò chơi cũng cóc trò chơi ơi là trò chơi 4 x là 4 x rồi qua các y qua đây là trừ y rồi 400 cỡ số 400 này lại trừ bốn trăm nhân bốn là trừ một nghìn sáu trăm, trừ một nghìn sáu trăm vứt qua đây thành. cộng một nghìn sáu trăm, ok, bấm máy, ôi 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 một một hai nghìn, sao nhìn nó cứ sai sai nhỉ, bốn trừ một hai nghìn, rồi một tủ là tám trăm, một tủ là nghìn hai trăm và tổng của hai tủ sẽ là ủa nó hỏi gì vậy số sách ở hai tủ là sao nó hỏi tủ nào ủa, nó hỏi tủ nào vậy số sách ở hai tủ số sách ở hai tủ là hai nghìn cuốn quanh hai đáp án luôn cay <laughs> thế nhờ đề cay thế nhờ để bịp thật ấy ai ra cái để bịp thật nể nể luôn 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 rồi câu số 25 nào tổng các giá trị của m để đường thẳng này tạo với hai trục tọa độ một tam giác cân có nghĩa là đường thẳng này nó cắt trục tọa độ, độ thành tam giác cân đúng không nó cắt trục ox và cắt trục oy thì cắt trục ox thì điều gì xảy ra? Cắt trục này thì y bằng 0. Còn cắt trục OX thì à, cắt trục OX thì y bằng 0, cắt trục OY thì thì x bằng 0. Đấy. Bên em cho x bằng 0 vào. Này, ví dụ y bằng 2m 3 x 5m. Em cho x bằng 0 vào. Nếu x bằng 0 thì suy ra y bằng gì? Y nó sẽ bằng nhân 0 là 0, y bằng -5m. Rồi, với y bằng 0 thì x bằng gì? X nó sẽ bằng -5m qua đây thành dương 5m. Rồi dương 5m chia cho 2m 3. Được chưa? Kịp không? Kịp không? Thế cái này bằng 0 này. Từ 5m qua đây thành dương 5m. Cái này bằng dương 5m, dương 5m chia cái này thì bằng x. Ok. Rồi, và đây chính là chính là 5m phần 2m chữ 3. Còn ở đây trên này chính là 5m. Ok. Và để cho hai cái này nó là tam giác cân. Tam giác cân là hai cái này phải bằng nhau. Bằng nhau nghĩa là trị tuyệt đối. Nhớ phải trị tuyệt đối vào. Vì cạnh mà. Cạnh thì luôn dương mà không thể nào âm được. Tiếp xôn. Tiếp xôn. Tiếp xôn nha. Tiếp xôn cho anh. Chữ 5M. Rồi, ở đây em sẽ chuyển này qua đây đi. Thành là trừ trừ 5x phần 2x trừ 3. Rồi, ship son thôi. 1 đúng không? M bằng 1. Tiếp tục đóng hết cái ngoặc này lại. Chia cho x trừ đi kinh nghiệm vừa rồi em tìm được. Chia cho x trừ 1 để ship son. Tìm ra nghiệm thứ hai. x m bằng 0. Rồi, hai cái thôi tổng hai cái này lại lấy hai này cộng với nhau tổng các các chị. rồi tiếp tục nào tiếp tục y thuộc r x sẽ bằng x sẽ phải bằng là 4 cộng 2 y đúng không cái này sai rồi này x thuộc r thì y sẽ bằng gì ừ, ừ, ừ. nếu mà x thuộc r thì y sẽ bằng gì nào x trừ 2 y bằng 4 thì uh, 2 y nó sẽ bằng x trừ 4 đúng không muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ cho hiệu y sẽ bằng x phần 2 trừ cho 4 phần 2 là 2 câu câu d câu d <laughs> độ dài cạnh bc cái gì này cái gì này trò chơi à xin à tan tan bằng đối chia kề đúng không tan 60 sẽ bằng bc chia 2 DC sẽ bằng tan 60 x 2. 2 căn 3. Trong các phương trình sau, bao nhiêu phương trình bậc nhất một ẩn? Bậc nhất này. Đây có Z. Bậc nhất hai ẩn chứ. Có Z vứt. Bình phương vứt. Mấy? 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 Cái này là 1 thay 2. Cái này là 1 thay 2 cái này là một tới hai ấy nhỉ? hai đúng rồi phải là hai không x vẫn tính luôn không x vẫn tính luôn vẫn tính nha vấn tính máy bấm máy thì thì lộn nhá thì lộn thôi câu này trò chơi trò chơi cũng cóc trò chơi cũng cóc toạp mười phần bảy kia à mười phần bảy mười phần bảy thì nó hỏi đây là a a là mười Vậy thì 2A sẽ là 20. Số cặp nghiêm dương à số cặp nghiệm nguyên dương à. 3x cộng 4y bằng 32. Vậy là vậy là 3x sẽ bằng à thôi 4y đi. 4y sẽ bằng 32 3x y sẽ bằng 32 trừ 3x chia 4 đúng không 4. Vậy thì để nghiệm nguyên dương. Vậy thì y có thể là bằng y có thể là bằng uh, nguyên dương thì có thể là y bằng 4 này. Một số phải chia cho 4 đúng không? À, một số phải chia cho 4 vậy thì cái 32 3x này, cái số 32 3x này nó phải chia hết cho 4. Chia hết cho 4 thì nó có thể là bằng bằng 4 này, bằng 8 này, 16 này. Đúng không? 20 này. 24 nè này, 28 nè Bằng 32 được không? Bằng 32 luôn được không? Không nha, không nha Bởi vì x không được bình bằng 0 Đúng, không, x không được bằng 0 nha Nghiệm nguyên dương mà Đấy, x phải khác 0 nên là y phải bé hơn 32 Rồi, 28 thôi Đúng chưa? Với bằng 4 đi thì x bằng bao nhiêu? Nhanh nào, nhanh nào 32 trừ 3x Bằng 4 này Tiếp xôn này rồi x là số lẻ, loại. bằng 8 thì sao? Nhận, ok. bằng 12 thì sao? À, 12 nữa thiếu số 12 này. Loại. Rồi 16 thì sao? Loại luôn. 20 thì sao? Ờ 20 nhận này. 24 thì sao? Loại. 28 thì sao? Loại. Vậy chỉ có x bằng 8, y bằng 8 và x bằng 20. À, x bằng bao nhiêu và y bằng 20 đấy. Quên rồi. hai cái đúng không? 2, 2. Hai. hai đường tròn. Cắt nhau tại A và B. A. À, B. Đây là tâm O này. Từ đây là 10 này. Đây là tâm Y này. Đây, đây là 10 này thì dây chung có độ dài là dây AB là bao nhiêu? Dây AB là bao nhiêu? Ok, dây AB là bao nhiêu? Vậy thì OA bán kính là 10, là 10. Cái này là 10. Cái này là 10. Cái này là 10. Vậy thì cái dây AB là bao nhiêu? Mình đang tính dây AB này. Bao nhiêu ấy nhỉ? Bao nhiêu ấy nhỉ? Từ đây đây là mười này. Bao nhiêu ấy nhỉ? Ô, sao, sao, sao sao loạn thế nhỉ? Sao loạn thế nhỉ? Sao loạn thế nhỉ? nhỉ? Khoan 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 khoan. Dây OI à à biết cả dây OI nữa. Ok biết dây OI rồi. mày quá. Biết dây OI là 16. À dây OI là 16. Vậy thì mình lấy dây OI mình trừ đi 10 thì sẽ ra được cái khoảng cách từ A đến I đúng không? Từ O đến A là 10, OA là 10. Là bán kính mà OA là 10. Được chưa? Vậy thì lấy 16 trừ 10 thì IA là bằng IA bằng 6 đúng không? Thì IA bằng 6. IA bằng 6 thì BO cũng bằng 6. BO bằng 6 luôn. Vậy đoạn AB này là bằng mình tính cái đấy chi vậy? đoạn AB này bằng bằng 4 đúng không? Đoạn AB bằng 4. AB này bằng 4. Chưa? IA bằng 6 này. Cái này là 6 luôn này. OB cũng là 6 luôn. IA là 6, OB là 6. Vậy thì AB là 4. Vậy thì chỗ này cắt nhau tại H đi. HA bằng 2, H là một nửa đúng không? HA bằng 2. HA là 2 mà IA là IA là 6. Vậy thì IH IH sẽ là 8 đúng không? IH sẽ là 8. Rồi. Vậy thì chắc chắn HB sẽ là nhiêu? Căn 10 bình trừ căn 8 bình là ra được HAH H, đúng chưa? Trò chơi thôi, cái trò chơi cũng giáo dục thôi. 6, ok. Vậy thì AH là 6 thì AB sẽ là 12. Ok, 12. Chung. Vô nào. Được chưa? Được chưa? Tiếp tục nào. Thì đây cái gì đây? Vô số nghiệm mà vô số nghiệm là như nào? Vô số nghiệm là a chia a phẩy bằng b chia b phẩy bằng c chia c phẩy. Có nghĩa là m chia 2 bằng 2 chia cho âm 4 bằng 3 chia cho n cộng 1. Rồi, đến đây là m bằng nhiêu? 22 là 4 này. M nhân âm 4 thì M sẽ bằng âm 1. Đúng chưa? M sẽ bằng âm 1. Rồi N bằng bao nhiêu? Xếp xôn đi. Xếp xôn đi. 2 chia cho âm 4 này. Sẽ bằng với cả 3 chia cho x cộng 1 này. Xếp ra N nhé. Cái gì vậy? Cái máy tính chậm vậy? bỏ bao nhiêu là tiền bạc mua cái máy tính mà ship xôn cái phép tính đơn giản như này mà cũng không lâu rồi, hả trời bao nhiêu tiền cái gì chưa ra nữa hả tôi, tôi nhẩm cho rồi trời giờ mới ra cái gì vậy máy này bị gì vậy cái phép tính đơn giản thế này mà nó cũng phải nó cũng mất thời gian nữa hả thật đây là năm trăm tám mươi viên x thật hả mày có phải năm trăm tám mươi viên x không vậy Trời ơi, cái gì vậy? M trừ N là âm 1 trừ cho âm 7. 1 trừ cho âm 7. Trời ơi, có phải V8, 580 x không vậy? <laughs> cái phép này mà nó ship son cũng mất cả phút. <laughs> Đùa! Đùa! Rồi, hình tròn tâm A, bán kính 2cm cái gì vậy đường tròn là hình gồm các điểm có khoảng cách từ a cái 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 gì cái, gì, cái, gì, cái, gì, cái gì, ngang ngang lùng bùng lỗ tai có gì? đọc đề lùng bùng lỗ tai vậy đường tròn là hình gồm tất cả những điểm cái gì cái gì ấy là đường là đường tròn là hình gồm những điểm A à, là những cái điểm này hả? Những cái điểm trên đường tròn đúng không? Là những cái điểm từ khoảng cách đến A là bằng 2 Ờ, ừ, ôi Đọc cái đề đau đầu quá Cái gì? tám mươi đồng xuân hả à, anh? Không hiểu luôn Không hiểu cái này nó năm 8, hay là năm năm 20 nữa Máy thời 2022 mà bấm chậm hơn cả con người nhậm thế này chết rồi Mình phải xem xét lại xem xét lại rồi Mình phải xem xét lại anh ơi lớp em có nhiều sinh vật hạ đẳng quá em bị giỏi định đầy xuống đáy xã hội rồi anh ạ thôi đừng bốc phét em đừng bốc phét nữa tỉnh đi tỉnh tỉnh duy ơi duy ơi tỉnh đi duy tỉnh duy ơi sao lại ngủ quên rồi thế nào cho đường thẳng d cắt đường tròn tạo thành một dây có chiều dài ok đường tròn này tâm này bán kính 13 ba này rồi d cắt đường tròn tạo thành một dây có chiều dài 24. Rồi, ok. Nghĩa là cái dây này là 24. Tính khoảng cách từ O đến đường thẳng D, rồi quá dễ. Bán kính là bằng 13, vậy thì cái này cũng là 13 luôn. Vậy nguyên cái đoạn dài là 24, vậy thì đoạn này là 12. Chưa? Một nửa nó sẽ là 12. Bán kính là 13. Vậy thì vuông ở đây thì Pythagore. Pythagore. bằng gì năm Nam, 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 nam. Nam. Nam được không nhỉ? Nam. Ổn không? Ổn không? Kìa bông, kìa bông. Tục nào? Ừ, hỏi mấy cái gì đấy? Hỏi cái gì thì anh phải trả lời đấy. Rồi, x phần 2y này. Y bình mà trong can thì thành gì? Thành trị tuyệt đối của y x mũ 4 mà trong căn thành thành x bình luôn, x bình luôn dương rồi, yên tâm. x bình luôn dương rồi em ạ, yên tâm, phá căn ra là x bình thôi. Rồi. Trị tuyệt đối của y mà y như nào? Y nó dương. Y nó dương thì phá ra vẫn là y thôi. Đấy, xong rồi. Cái này triệt tiêu y này, triệt tiêu x này. Nó còn 1 phần 2 2x. Đáp án là câu câu A đứa nào khoanh xe đấy khoanh xe là non nhá khoanh xe là non non la lon ta lon ton cái gì đỗ cấp 3 này mà sao mà đỗ được cấp 3 khoanh xe sao đỗ cấp 3 đây đùa thôi nhá đùa thôi vui vui thôi nhá anh không có nói có ác ý đâu anh vui thôi vui sorry nhá vui thôi vui thôi nhá không 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 khóc không khóc, khóc, khóc. Rồi Mối liên hệ của hai nghiệm không phụ thuộc vào tham số M Có nghĩa là em sẽ tìm X và Y ra Ok Câu này có chịu nhỉ em phải giải X và giải Y ra Nhưng mà anh có cách nhanh hơn Anh có cách nhanh hơn Anh cho đại M là bằng 1 đi Anh cho đại M bằng 1 Ở đâu có M anh cho bằng 1 hết Cho bằng 1 hết Cho M bằng 1 rồi anh bấm máy, mình làm trắc nghiệm mà em, mình làm trắc nghiệm, mình làm trắc nghiệm nha. Mình làm trắc nghiệm. Rồi em cho em bằng 1 thì sẽ là 1 này. 1 này. 1 cộng 1 là 2 này. 1, này. 1 này. 1 này. 3 nhân 1 3 3 nhân 1 trừ 1. À chết bố nhầm. Cho màu bằng 2 đi, cho màu bằng 2 đi, màu 1 số đặc biệt quá. Đúng màu bằng 1 đặc biệt quá nên nó bị trùng ấy, nó bị trùng ấy. Cho màu bằng 2 nhá. 3 rồi 2 này 1 này 3 x 2 x 1 rồi mà bằng 2 đi x bằng 7 phần 3 y bằng 1 phần 3 rồi ok x nhân y đúng bằng 2 không nhân nhau phải bằng 2 không sai x trừ y phải bằng 2 không x trừ y à? đúng đúng bằng 2 đúng không 7 phần 3 trừ 1 phần 3 đúng là bằng 2 rồi Quảng. rồi x cộng y bằng 2 là sai

dạ, không không ai thấy không ai thấy à không thấy gì hết nha không thấy gì hết thấy gì hết không thấy gì hết không thấy gì hết không thấy gì hết không thấy gì hết nha 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 rồi ok không thấy gì hết không thấy gì hết rồi tiếp tục nào tiếp tục nào cái gì đây cái gì đây cái gì đây? BA bình bằng BH nhân BC. Dùng bộ ba chữ B đi. Dùng bộ ba chữ B đi số so càng về cuối càng dễ thế này. BA bình là 6 bình bằng BH là x nhân BC là 8. Rồi. Biết luôn bao nhiêu? 36 chia 8. 4,5. Câu câu B. Tiếp tục. Câu cuối cùng. Hai đường tròn có đúng một tiếp tuyến chung thì sao? ấy một cái bố, một cái con này Này chỉ có một tiếp biến chung thôi Đúng rồi, như này mới một tiếp biến chung thôi Mà như này thì cái là 6, cái là ấy thì MN nó chỉ là ba thôi, đúng không? Cái này là 6, cái này là ba Thì MN nó chỉ có ba thôi 3, 3, câu, câu C Lừa thôi, anh lừa các em thôi, anh xem mà kiến thức của em học có chắc hay không